Cái môn khí công của chúng ta đó, nó gọi là khí công Ri Mi Mô, tức là khí công y đạo. Công là công phu, bỏ cái công, bỏ công sức ra tập luyện. Ki là thở, là khí. Công phu bỏ ra luyện tập khí để cho, thứ nhất là người mình nắm lên, rehit, người mình nắm lên. Thứ hai, tăng cường trí nhớ, tăng cường trí nhớ, tức là phải thiền, tức là làm cái việc thiền, biết việc đó là thiền. Rehit nè, nhưng mà nó cũng có nghĩa là respiration therapy. Therapy thì gọi là đạo, khi có bị đạo thì therapy là respiration therapy, meditation therapy, tức là thiền đó, để chữa bệnh. Thiền để chữa bệnh, tập thở để chữa bệnh. Và mô là movement, tức là exercise, để cho gọi là circulation therapy. Thành cái ba cái môn này á là luyện thở đi theo động tác để chữa bệnh, respiration therapy, meditation therapy và exercise, tức là movement, tức là circulation therapy, tức là cho tuần hoàn. Thì sáng nay ấy, thì khi luyện thở như vậy thì một người bình thường không có bệnh tật gì cả, ở dưới đứng này chơi này còn trống nè, lên cho đúng hàng đi, đúng hàng đi, ở dưới này trên lên cho đúng hàng sau cô này nè, một người bình thường khỏe mạnh không bệnh tật, thở 1 phút 18 hơi. Cái người bình xuyễn á, là thở 1 phút á, là 3-40 hơi, 60 hơi chết tức đứt hơi. Tức là không có thời gian mà nói. Thế cái người nào thở càng nhiều hơi bao nhiêu đó, tức là thở gấp bao nhiêu đó, tức là nhịp tim càng nhanh bao nhiêu đó, thì càng đi đến gần chỗ chết. Cái người nào á, mà thở càng chậm á, thì sống càng lâu. Vì thế con rùa thở 1 phút 2 hơi, sống 300 năm. Con rùa có 2 hơi thôi. Bây giờ làm sao quý vị tập, làm sao quý vị, cái hơi quý vị phải là dưới 18 hơi. Dưới 18 hơi. Bây giờ mời quý vị quay lại những cái đồng hồ, đứng quay lại những cái đồng hồ. Bây giờ quý vị mỗi người tự tập thở lấy đúng 1 phút thì quý vị cho tôi biết là quý vị thở bao nhiêu hơi. Cứ nhìn đồng hồ đó đó. Nếu đâu có đồng hồ tay, nhìn đồng hồ tay cũng được. Cứ mỗi một hơi thở vào thở ra là một hơi, nhưng mà coi là đúng 1 phút là bao nhiêu hơi. Để lát cho tôi biết. Một ra một vào là một hơi. Thế đồng hồ chuyển đúng 1 phút thì cho tôi biết, lát quay lại được. Rồi tôi hỏi. Rồi, quay lại đây. Ai thở dưới 18 hơi đưa tay lên. Dưới 18 hơi là bao nhiêu hơi, thấp nhất là bao nhiêu hơi? 15 14 16 10 Rồi, 9 20 Rồi, bây giờ ai trên 18? Rồi, bao nhiêu? 25 Ai 30? Không ai 30. Rồi, hay quá, tốt quá rồi. Tại vì không có ai 30, tức là như vậy bệnh không có nặng. Có những người mà trên 30 chắc khỏi phải tới đây được rồi. Thế làm sao tới được? Thở đứt hơi sao tới được? Thế sao tập được? Như vậy là cũng may. Nhưng phương pháp của chúng ta thở đó, 1 phút có 6 hơi mà không bao giờ mệt. 1 phút có 6 hơi mà không bao giờ mệt, mà thở suốt đời cũng 6 hơi. Như vậy là chúng ta, con rùa sống 300 năm, chắc mình sống được 150 năm. Vậy thì
Đố quý vị làm sao thở được 6 hơi? Mà nguyên tắc khí công là gì? Hơi thở này, nó có 7 yếu tố này. Thở chậm, thở nhẹ, thở sâu, thở đều, thở lâu và bình thường. Đấy, 7 liều. Thế tại sao bình thường? Có nghĩa là trước khi thở mình nói không đứt hơi, sau cái tập thở tức là tập khí công đó mình nói cũng không đứt hơi, thế có là bình thường. Còn này ráng ai xong rát thế thằng thở bù thì vui. Bây giờ ví dụ quý vị có thể tập thở 1 phút 3 hơi cũng được, ráng nín lại xong một lát thở bù thì hai cặp cũng phải 4 rồi. Thì không phải, cái cách tập thở khí công á là đi đứng nằm ngồi trước khi tập, sau khi tập, trong khi tập đều nói năng bình thường. Mà làm sao làm được việc đó mà hơi thở phải rất thấp, phải rất chậm, phải rất nhẹ, mà lâu, sâu, đều. Sâu là gì? Sâu tức là thở bằng bụng mà không thở bằng ngực. Thấy quý vị nào mà thở rồi sai rồi, cái đó là sai rồi. Thở chỉ có này, bụng chỉ có phồng, phồng từ cái ngực trở lên không bao giờ đụng tới. Thấy nhá, không bao giờ bị tổn thương, không bao giờ tổn thương quả tim. Rồi, thế là sai rồi. Mà quý vị thở vào áp hết lên mà không có đụng tới tim với ngực, không có thở vào chỉ có thở ra thôi thì áp hết xuống. Đó, chỉ thở vào bụng là áp hết xuống. Đó, điều. Thì chúng ta bắt đầu tập thở nhé. Giả sử đây này, cái câu thở này, quý vị thấy có bao giờ ca sĩ á, thí dụ như có người tôi bảo họ tập hát thì họ tập hát sao? Khoan khoan ngưng thầy, thế thì tôi thở vào lúc nào, tôi thở ra lúc nào? Tôi nói khoan đã, đừng có nói thở ra lúc nào, cứ hát theo tôi đã. Hát xong rồi hát tới 15 phút từ nãy giờ thở đã có, thế thì lúc nào vào lúc nào ra? Ủa không biết lúc đầu nào nó ra hết đó. Như vậy ca sĩ đang hát mà có kêu là cái dàn nhạc ngưng lại cho tôi thở, ca sĩ hát phải đúng nhịp chứ, đang hát một cái khoan khoan tôi còn thở nữa. Như vậy thì cái thở mà nó hít vào đó là nó không hít, nó chỉ há miệng ra để nó hát tiếp. Thì chúng ta hát này, chúng ta nghe trước nhé. Các bạn đang thở ra này, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 đâu có thở vào đâu, đang hát là nín thở gì nữa, đang hát xin nín thở gì nữa, giữ hơi gì đó, đâu có giữ đâu nè. 1 2 thì đang ra hết nữa gì. 1 2 3 4 5 6 7 1 2. Thế rồi thì ca sĩ nó hát như vậy đó, tôi đâu có hít vào thì nó chật nhịp rồi. Thấy không, nó ăn cướp cái lô hơi thở, hát luôn tức là đã hít vào đó, hát luôn. Thế bây giờ chúng ta hát nhá. 1 2 3 4 5 6 7 rồi cuối câu á, 7 là lấy hết hơi rồi, 7 hết hơi rồi đó. Rồi, bắt đầu hát tiếp này. 1 2 3 4 5 6 7. Hát miệng. 1 2 3 1 2 3. Hết rồi. Rồi hát miệng. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3 4 5 6 7. Quý vị thấy có một hơi không? Đâu có một hơi gì đâu. À, như vậy tức là chúng ta biết là chúng ta thở bao nhiêu hơi nhá. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 5 giây, 6 giây, 7 giây đang thở ra, há miệng vào là 3 giây để bắt đầu hát tiếp. Tức là há miệng là đang thở vào đó. Như vậy là trong một câu là vừa hít vào và vừa thở ra, hít vào là 10 giây. Như vậy 1 phút chúng ta thở 6 hơi. Thì 60 giây mà, thì 10 giây một hơi. Như vậy tự nhiên chúng ta đắc đạo rồi đó. Khi hát ra thì chúng ta mặt sẽ hồng lên. Chứ không phải tại sao thầy mặt hồng, ông thầy hát nhiều quá rồi mặt đã hồng lên và không bao giờ bị cảnh cáo hết. Như vậy gọi là luyện thở đấy. Nhưng mà từ sáng ta chúng ta đi học chỗ khác nói làm chi, mà chúng ta dạy người ngoại quốc
hay là những người mà nói là không phải đạo Phật thì chúng ta hát bài này. Nhưng ngược lại chúng ta là các Phật tử thì chúng ta đến chùa. Tại sao các thầy thiền sư hoặc các thầy mà nói là coi như là tu mà tịnh độ mà mặt mày họ cũng hồng hào sáng sủa, bởi vì họ cũng đang luyện thở khí công. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đấy, đang luyện thở đó. Thế hôm nay luyện thở đó. Như vậy họ đọc suốt ngày như vậy là luyện thở 24/24 rồi. Và cái niệm thở đó nhập tâm luôn. Thế khi nằm ngủ là mơ thấy Đức Phật A Di Đà luôn. Thế là sư phụ nó lộ lẽ. Nói thôi, tôi hết ở trần gian rồi, thế nằm ngủ cũng ra đi luôn. Tại vì muốn đi, muốn ở là tại mình. Còn mình cứ chiếu trượt nhiều quá. Và bây giờ, chúng ta đổi cái bài hát này bằng cái câu này. Thì chúng ta muốn biết bài bài này có 4 câu, mà chúng ta muốn dứt cái 4 câu này á. Thì chúng ta cái câu thứ tư đó, câu thứ tư á, để cho nó muốn biết là hết một bài đó. Thì cái câu thứ tư là Nam Mô. Câu thứ tư là Nam Mô, còn bây giờ Nam Mô hết. Thì ai muốn Nam Mô sao thì Nam Mô cuối cùng. Nam Mô. Bây giờ nghe tôi hát trước này. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Xong rồi tự nhiên là mặt mày hồng lên. Mình hát như vậy được Đức Phật độ nữa. Mình là con Phật độ nữa, mặt mày hồng hào sáng sủa lên. Nhưng mà cái vỗ tay để làm gì? Nó là movement, là circulation therapy. Thì nó là ở chỗ nào? Nó là ở chỗ này, cổ gáy hết mỏi nè. Tức là khi mà vỗ lên á, thì kính trọng Phật đó, thì chữ Phật ở bên trên này. Mà người lên, Đức Phật gì là gì đó. Nhìn thẳng Đức Phật đấy. Thanh tự nhiên cổ gáy hết mỏi. Cổ gáy hết mỏi. Hết đau vai, hết đau tay, hết đau cùi chỏ, hết đau bàn tay. Mà tay phải mềm. Bây giờ chúng ta tập cái bàn tay và cổ tay mềm trước này. Chứ đừng cứng thế này. Cứng thế này lát nữa đó, nó tím bầm, nó vỡ cái mạch máu ra. Thanh chỉ vỗ tròn tròn này thôi này. Và chúng ta tập hát trước các bạn. Cái tay này á, nó phải thấp lên cùi chỏ để cho máu nó xuống. Để khi chúng ta vỗ thì cái tay đỏ ngay này. Chúng ta đỏ ngay này. Rồi, bây giờ chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Hai tay hồng kia. Mà tập như vậy á, cái tay nó sẽ dẻo lên, mà tay nó hết đau, hết bị phong thấp thấp khớp, hết đau cổ tay. Bây giờ bắt đầu chúng ta vào bài đầu này. Cái bảy cái bài đầu này là chữa bệnh thần kinh. Thì chúng ta cào cái đầu này, chúng ta để cái tay như cái móng này này. Chúng ta cào cái đầu làm ba giải. Giải thứ nhất là sát cái góc trán này, quẹt mạnh một đường ra sau gáy này, ra cái huyệt phong trì này. Rồi á, xế góc trán này, thăng ra sau này. Rồi ngay đỉnh đầu này, thăng ra sau này. Tức là chia làm ba giải này. Giải sát cái tay này, đi xuống gáy này. Giải cái góc trán này, đi xuống gáy này. Và giải giữa đỉnh đầu, đi xuống gáy này. Như vậy trên tiết đầu này còn có chỗ nào chừa không? Đâu còn chỗ nào. Thì trên này có tất cả các trung khu chỉ huy trong cơ thể. Trung khu vận động, trung khu ăn nói, trung khu viết, trung khu hiểu, trung khu biết. Chỗ nào, trung khu nào cũng được kích thích hết. Thì trong khi chúng ta vừa hát vừa Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Phải thấy tỉnh não chưa? Đầu óc phải tỉnh táo vào đó. Vậy thì ai mất trí nhớ phải cào đầu, ai đau đầu phải cào đầu, ai chóng mặt phải cào đầu, ai mệt mỏi cũng cào đầu, ai huyết cao cũng cào đầu, ai áp huyết thấp cũng cào đầu, ai rụng tóc cũng phải cào đầu, ai mỏi cổ cũng cào đầu, ai hay quên cũng phải cào đầu.
kích thích thần kinh mà. Rồi làm lại nè. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Rồi xong. Như vậy á, khi chúng ta cầu xong thì mặt chúng ta phải đỏ. Và nếu chúng ta chải tóc thì mặt chúng ta vẫn trắng. Cái đó là lừa Phật rồi, lừa dối Phật rồi. Ta kêu cào đầu cho cái da đầu á, nó kích thích da đầu thì nó mới mọc tóc, nó mới hết nhức đầu, hết chóng mặt, hết bị migraine, hết bị ung thư sọ não. Còn này á, mình lừa dối Phật nữa. Đến đâu rồi phải lớp chảy tóc làm Phật đâu, làm sạch đẹp đâu. Cào lên. Đấy, bài thứ nhất là cào đầu. Thì sau khi cào đầu quý vị thấy làm sao? Người tỉnh táo không? Yeah. Vậy thì khi chúng ta lái xe mệt mỏi đó, chúng ta làm 7 bài này, thì đã có người từ ở Mỹ mà đi xe sang đến Montreal, đi thay vì phải vô khách sạn ngủ, không cần cào tiếp, vừa hát vừa cào, cả xe cào xong rồi lái tiếp được 7 tiếng nữa. Cào đầu làm tỉnh não, thì nguyên cái 7 bài này là bài chữa bệnh thần kinh. Bài thứ hai nè, cào gáy nè, cầm cái móng ra nè, để giữa gáy nè, cào mạnh ra này, bắt đầu hát này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cào gáy thì để tay gáy nó nóng chưa? Gáy nóng chưa? Nóng gáy rồi gì? Thì đâu mở cô gái. Nhưng mà cái cào sọ nó chưa đều. Qua cái trà gáy, bài thứ ba trà gáy, cầm lại trà gáy quay cổ nè. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nóng gáy chưa? Vừa xa vừa xoay đầu. Cái này xuống mà, cái là lên này. Thì cái đầu mình quay về hướng tay xuống. Đúng rồi, cái đầu quay về hướng tay xuống. Trà gáy rồi nhá. Nhưng mà sợ trà gáy nó còn chưa đi hết cái gáy, thì bây giờ lại phải trà từng cái gáy một. Để một bên này, rồi vuốt gáy. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Rồi, tiếng gáy xong rồi. Bây giờ chúng ta vuốt cổ. Nội chúng ta vuốt cổ đó thì chúng ta không bị tăng nghẽn áp, không bị yếu cổ, không bị nghẹt cổ, không bị nghẹt thở. Chúng ta vuốt từ tai này. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Vuốt từ gáy này xuống tới cái xương này này thì chúng ta không bị đàm, nó không bị ngọng, ăn nó nuốt dễ, nó lừa được cái lưỡi. Vuốt gáy, vuốt cổ rồi. Trà tay nè. Cái tay chia làm hai nhóm, nhóm hai ngón và nhóm ba ngón. Tất cả áp sát vào má và hai bên này kẹp cho với kẹp hai bên tay. Tất cả các ngón còn lại kẹp vào má, không được buông cái này ra, kẹp má. Trà mạnh lên này. Rồi kéo xuống này. Rồi làm mạnh, ép sát cái ngón tay vào. Rồi trà lên bắt đầu hát này. Nam mô A Di Đà Phật. Còn cái lòng bàn tay này, trà sát và đun má luôn. À, trà mạnh. Ép cái này vô trong da, trong mặt. Ép cái này vô mặt, chứ đừng hở hở đây. Ép cái này vô. Kéo mạnh lên, bắt đầu hàn lòng lại nè. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nóng chưa? Có thể ra ngoài trời được không? Hết lạnh rồi. Thấy chưa? Tỉnh não chưa? À, tỉnh rồi không? Mà không sợ cảm sao một bụng rồi. Ví dụ như con có mấy cái mục này lúc đó. Vuốt luôn rồi hết luôn. Vuốt luôn hết. Thầy nhờ cái mấy bài đó thì cổ mình gáy vai mình không đau, không bị biếu cổ, không bị hạch, không bị biếu sọ não, không bị đụ ù tai đít tai. Bây giờ làm sáng mắt này, thông mũi này nhá. Cầm cái này giống như khăn mặt khô, đừng có bắn ra hai chụm lại. Rửa mặt phải áp cả cái lòng bàn tay này vào trong mặt và mũi. Xoay số 8 này, hình 8 này, hình số 8 này. Hình số 8 này. Tức là trà lên trán này, xuống cái tai này, đi qua góc trán, xuống cái tai này, bắt đầu này. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Chà, thế bây giờ đi mỹ viện ai mặc đẹp? Thấy không? Mặc đẹp không? Như vậy bảy bài đào vào đầu này lúc nào cũng làm được. Hơi mệt mỏi làm ngay thứ khác. Như vậy khí công á, là bài đầu tiên là chữa cái đầu, cái cổ, cái gáy và thần kinh, cái tai, cái mắt, cái mũi. Tức là chữa tiền thôi. Bây giờ bài thứ 8 nè. Bài thứ 8 á, chúng ta chữa vỗ tay hai nhịp. Bài 8 này. Mục đích của để làm gì? Vỗ tay gì mà để mở tim, đóng tim, mở tim, đóng tim và ngửa cổ, cúi cổ. Tức là để cái chữa cái phần này này, chữa cái phần này từ đây này, chữa tới đây này. Ngửa cổ, cúi cổ, mở tim, đóng tim và mở vai, đóng vai này. Vỗ tay mềm nhá. Bây giờ này, sau, trước, sau, trước. Nam mô A Di Đà Phật. Đằng sau số 1 đó, tức là đằng sau, tức là nghỉ hai nhịp này. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nghỉ này, nghỉ này, nghỉ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam nếu không muốn thì bắt đầu chúng ta hát 1 2 3 này. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Không phải cúi lưng bác, cái bài này nó cúi lưng, ngửa lưng ngửa đầu. Mà bác cúi thì là tức là cái sai bài rồi này, ngửa này. Cúi cái đầu xuống thôi, chứ không cúi lưng. Này, ngửa cổ mà cúi cái đầu xuống chứ không cúi lưng. Vậy bác cứ thế này là sai rồi này. Nhìn tôi này. 1 2 3 4 5 6 7 Tức là lưng nó hơi thẳng, chỉ có bẻ khúc này thôi. Tức là chỉ có bẻ khúc này, chỉ có bẻ khúc này thôi. Bây giờ các quý vị co cái lưng này. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Nhưng mà bắt đầu chúng ta nóng từ đây mà xuống tới giữa lưng. Nó nóng lên. Chứ còn bác cúi sai là chữ người này. 1 2 3 4 5 6 7 Tức là chỗ này mềm lại. Thì chữa là bệnh thoái hóa cột sống cổ. Thoái hóa cột sống cổ. Như vậy là bài vỗ tay hai nhịp.
Mục đích là chữa thoái hóa của xương cổ và chữa cái đau vai, tại vì cái đau vai á là hai bên nó rất đau, nó rất cứng mà mình đã mờ lên thế này rồi này. Mờ thế này. Bây giờ vỗ tay 4 nhịp. Rồi, vỗ tay 4 nhịp á. Chữa được nhiều bệnh lắm. Cái đây là bài chính, bài chính một khí công, vỗ tay 4 nhịp. Nghe này. Sau. Mọi người vỗ lên trên. Vỗ đằng sau. Cúi xuống cổ trước. Như vậy là luyện trí nhớ luôn. Lúc nào cũng là sau, trên, sau, trước, có đỉnh nhất. Điều thứ hai, tay vỗ không bao giờ hai bàn tay thẳng mà phải mềm. À, điều thứ ba, trên là ngửa cổ, trước là cúi cổ, đó là điều thứ bốn. Bốn người phải nhớ. Điều thứ năm quan trọng là sau là gì? Mở tim. Trên là nâng tim, sau là hạ tim, và cúi xuống là đóng tim. Như vậy đang trước tim đó, là cái tim nó sẽ làm này này. Mở tim, nâng tim, hạ tim, đóng tim, mở tim, nâng tim, hạ tim, đóng tim. Chữa bệnh nhịp tim, tim to, tim nhỏ, van tim, bị van tim, bệnh nghẹt, bị cholesterol, bệnh nghẹt động mạch vành, bị heart attack. Thế nên cái bài này quan trọng lắm. Mà là vừa được vừa chữa được khổ này. Và cái bài này á, thứ nhất tập xong rồi á, thì chúng ta thấy người nóng lên. Mà chúng ta đang hát là respiration therapy, đã nóng rồi đó. Và điều thứ hai nữa là làm cho nóng người lên. Điều thứ ba đó, tăng cường trí nhớ, bởi vì lát nó cũng bị loạn liền. Loạn thế này này, miệng mình có thể nói này, sau, trên, sau, trước, lát này nghe nghe tôi này, tự nhiên thấy khác rồi này. Sau, trên, sau, trước, sau, trên, sau. Miệng thì nói, vừa tay thì làm một khác. Thế bảo là không có thiền. Tại vì mất cái nhịp tay bị vỗ sau á, thì lại vỗ lỡ trên đây, lại vỗ ngang đây, thì không biết là tay này sẽ lên hay sẽ xuống. Thế là bắt đầu loạn cao cao. Sau, trên, sau, trước. Miệng thì cứ đập mà tay thì cứ vỗ. Thế thì mất cái thiền, tức là mất cái định. Thấy cái bài này rất quan trọng. Tập xong cái bài này á 200 lần, tức là mất 10 phút, quý vị sẽ thấy rất là khỏe. Và trí nhớ mình rất là minh mẫn. Rồi bắt đầu làm nhá. Này, chúng ta làm áp dụng để thiền trước này. Chúng ta nói trước này, đọc này. Sau, trên, sau, trước. Mà làm tay thôi, đấy, làm quạt rồi, làm quạt rồi, thấy không? Đó. Tay phải lỏng này. Sau, trên, sau, trước. Đó. Miệng mới sau trước, còn cái miệng mà nó không có tay ở đâu đó. Này. Trên cũng nằm đây, mà đằng trước cũng nằm đây. Sau,
trên, sau, xuống, sau, trên, sau. Chơi chơi nào mà trước vậy? Chả có trước vậy mà chả có trên vậy. Sau, trên, nhìn thẳng trời. Sau, trước nhìn thẳng đất, nhìn thẳng đất, nhìn đất, nhìn đất, nhìn đất này. Sau, trên nhìn trời, nhìn trời, nhìn đất. Bây giờ đổi qua sau trên trước đây. Này, cứ nhìn lúc này đằng sau này. Nhìn, chờ, chờ đây. Trời, nhìn, đất, đi theo, nhìn, trời, nhìn, đất, cú xuống, nhìn, trời, ngừng có đây, nhìn, đất, nhìn, trời, nhìn, đúng rồi đó. Nhưng mà khi càng tập bao nhiêu tay phải càng mềm bao nhiêu chứ, càng tập tay càng cứng nát ra tim bầm rồi. Càng thế đất, tập thế này, nè. Chứ cứ xòe ra, xòe ra là vỡ, vỡ mạnh. Nè, bắt đầu làm nhá. Nhìn, trời, nhìn, đó, cú xuống nhìn đất đàng hoàng. Và đừng cứng tay, đó là cứng tay, cứng vai này là nhìn thôi. Đừng cứng này, thả lỏng thôi, đó. Thẳng ra là sai, đất, nhìn, trời, nhìn, đất. Sai, cái tay nó sẽ cứng. Đừng có thẳng cái này. Này, sai chỗ nhìn đất nè, nhìn tôi trước nè, nhìn, trời, nhìn tôi trước nè, nhìn có đất nè, đất, còn cô nè, đất. Cứng như vậy đó, không có cứng gì cả. Thả lỏng hết này. Nhìn trời, nhìn đất. Đấy, cầm này là cũng cứng tay. Này thả lỏng này, đất. Nè, đất. Đất. Không có gì cứng đó, không có gì cứng đâu. Đất. Đất. Chứ không có thế này, không có giữ thế này, không có cứng tay. Mà lọt lại nhé. Nhìn trời, nhìn đất. Đã cứng tay rồi. Không bao giờ cứng tay lỏng hết. Nhìn trời, nhìn đất. Đấy, vẫn còn ôm cái tay, không có ôm tay. Vỗ cái này xong này. Đó, đúng rồi đấy. Tại sao mà lắp đây lại vỗ thế này? Cầm lại này. Cái khi mà kiểu nhìn á thì thầy nhìn ở ngoài sao rồi, cái lưng thẳng là cái lưng thẳng tại vì chưa biết là nhìn trời nhìn đất, nhìn thôi thì đâu có sao ngửa cổ lên mà nhìn trời. Nhìn thôi. Rồi bây giờ mới ra lệnh trời ngửa đất thì cúi xuống rồi. Rồi bắt đầu này, nè thẳng này, nhìn trời, nhìn đất, nhìn trời, nhìn đất, nhìn trời, nhìn đất, nhìn trời, nhìn đất. Cô này không thấy đất và biết trời không? Cô lo trời không? Nhìn trời, nhìn đất, nhìn trời, nhìn đất. Đó là thiền đó. Thiền đó là định vào, đang nhìn trời, miệng nó nhìn trời, nhìn trời, nhìn miệng nhìn đất thì cứ nhìn trời không à? Cái nhớ cái bài này. Này, bắt đầu làm lại nè. Nhìn trời, thả lỏng cổ, nhìn đất, thả lỏng cổ đó. Nhìn trời, nhìn thả lỏng cổ, đất, nhìn đất. Không có cú nữa nhiều, chỉ nhìn đất thôi. Nè, nhìn ngược cổ đấy, nhìn trời. Rồi, nhìn thẳng lưng, đất cúi cổ xuống. Chỉ nhìn đất thôi. Rồi, bắt đầu làm nhá. Nhìn trời, nhìn đất, nhìn trời, nhìn đất, nhìn trời, nhìn đất, nhìn trời, nhìn đất, nhìn trời, nhìn đất. Thôi được rồi. Người ta trông thấp một người mà biết ngay là nếu nhìn đất nhiều á thì gọi là gần đất xa trời. Tức là từ từ thôi chứ. Sợ không dám nhìn trời. Còn mình nhìn trời thì mình sống sợ. Mình không biết nhìn đất. Nhìn trời thôi. Nếu mình có thằng lên trời chứ không có thằng dưới đất. Đấy, nhìn trời, đừng nhìn đất. Mà thằng này cứ đất thế này, mà trời có thế này. Cái đầu thế này, mắt thế này. Trời ơi, trời gì đâu, trời.
phải lên nhìn tới tới tận trời đó. Nè, nhìn trời. Nhìn đất thì thấp thôi. Đó. Còn em miệng mình nhìn trời. Nhìn trời. Thì đó có được không? À, làm lại nhá. Thật ra càng nhìn trời bao nhiêu thì cái cổ mình càng khỏe bao nhiêu. Rồi, à, bắt đầu làm nè. Nhìn trời, nhìn. Thả lỏng thôi. Đó. Thả lỏng cái cổ luôn. Thả lỏng cổ, đó. Thả lỏng cổ luôn, không có cứng. À, bắt đầu làm nè. Nhìn trời, nhìn đất. Nhìn trời, nhìn đất. Nhìn trời, nhìn đất. Rồi xong. Như vậy nhìn trời đó đúng rồi. Cái hướng đúng rồi. Nhưng mà tay vỗ chưa đúng. Tại sao vậy? Nghe này, bây giờ tới cái tay này. Khi mà tôi đưa tay lên á mà tay tôi đỏ là tôi sai rồi. Đó. Tại vì nguyên tắc á, vỗ vào để cho máu nó chạy xuống thành nó trắng. Bây giờ nếu tôi đưa xuống mà tay trắng thì sai rồi. Phải vỗ vào cho máu nó xuống, nó đỏ. Còn này không vỗ được cả. Cái tay không có động gì cả hay đâu có. Chỉ cơ động nó khớp vai thôi. Mà không đưa máu ra tay và không đưa máu trở về thân. Đấy phải nào. Nhìn trời là trắng này. Nhìn đất này, cái đỏ này, con này này. Nhìn đất, nhìn trời, nhìn đất. Thế tôi đứng ngồi ngắm cái đội. Còn mình vận động tay chân, cho máu ra tay. Đằng này cứ thế này xong à. Bắt đầu là vỗ tay nè. Nhìn trời, nhìn đất. Nhìn trời, nhìn đất. Nhìn trời. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô Thank you.
Hết chỗ. Xin có chỗ rồi đó. Dạ. Nhưng mà có chồng đứng là bây giờ chúng ta hát on the wifi nhá. On lúc nào đằng sau nhá. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, one, two, three. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, one, two, three. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven. Hey,
chạy xíu. Ôi thiệt sự ra không phải thiếu chỗ. Quý vị á, hàng sau cách hàng trước có 3 viên gạch thôi mà cách quá trời có đất. À, đứng cái số nào 3 viên thôi, cách 3 viên, à, cách 3 viên. Người ta 4 hàng ngay cái hàng này thì ngay cái hàng này lại. Ngay cái này lại. Đây rồi. Đây ngay cái hàng lại, đây giúp người nè. Không chịu lên nè. Rồi, có lỏ. Thiếu người dưới này lên nè. Ba này được rồi. Đây. Ba này, ba viên gạch cho ba viên gạch thôi. Ba viên gạch thì đó ở dưới rộng này. Rồi ở trên xuống đây, ở trên xuống trên này. Lên 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 lên. Ở trên đây, trên sân khấu xuống trên này. 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 Đây, mỗi người cách ba hàng gạch thôi. Đây là chúng tôi nè. Ba viên gạch thôi. Ba viên gạch. Xuống dưới này nè. Ba viên một. Ba viên một hay ba thôi. Rồi. Như vậy là giữ chỗ rồi. Nghe, khi nào thấy mệt á, mọi người nằm nghỉ, ngồi nghỉ, nghe. Bởi vì tập cái này xong này, áp huyết xuống, đường xuống. Thật ra không bao giờ sợ bệnh áp huyết và tiểu đường, và cũng không bao giờ phải uống thuốc. Áp huyết yếu là mấy mà. Nha. Bây giờ chỉ... À, thầy tập xong rồi là áp huyết thầy xuống á. Và dưới này có chỗ nè, có gì chỗ đây nè, dưới này nhiều lắm nè. Hết quá kìa. Cái bài này là bài vỗ tao muốn nhiệt. Chơi gì biết không? Mất trí nhớ. Tại vì sau trên sân trước mà không nhớ. Bây giờ chỉ có nhớ 4 chữ thôi. Hoặc là đầu cúi đầu ngửa mà cũng không cúi đầu ngửa. Mẹ thì nói mà đầu không làm. Nói mà không làm. Điều thứ hai á là mở khớp vai, mở khớp cùi chỏ, mở khớp tay và chữa cột sống. Cái bài vỗ tay hai nhịp á, bài vỗ tay hai nhịp á là mình ngửa cổ chữa cái từ đây tới đây. Nhưng mà chính cái 4 nhịp á là chữa thêm tới đây này, và cú xuống thêm này, thì là chữa từ đây tới đây. Lát đã có bài chữa từ đây tới đây, như vậy là chữa được cột sống. Rồi, vỗ tay 4 nhịp. Thứ 10, vặn mình hai nhịp, vặn nè, giang tay giang chân ra nè, người trên chúc người dưới chúc thì là không sao, người trên chúc người dưới chúc cũng cùng một hàng nha mọi người, người lui người trước lần, nghe lại nhá. Giang chân nhá, giang chân lớn nhá. Chúng ta quay bên trái nhá. Thì cái tay bên trái á, tay bên trái đó phải để ngoài cái cùi chỏ này, ngoài cùi chỏ. Rồi bắt đầu thì hít vào, thì quay một góc 90 độ, hít vào, quay tút người này. Cả cái đầu, cái tay luôn. Cái tay để ra ngoài cùi chỏ. Rồi quay. Rồi. Quay luôn cái đầu luôn. Rồi, trở lại chỗ cũ, thở ra, buông tay ra. Này. Rồi, quay bên phải, hít vào, quay tuốt ra sau, thở ra, ở bên trái, hít vào, chỉ cái tay ra, chỉ tay ra, chưa được, chỉ nữa, đó, rồi quay đầu nữa, chỉ nữa, đó, quay đầu nữa, chỉ nữa, quay cái đầu luôn, quay cái đầu luôn, đó, rồi thở ra, trở về chỗ cũ, rồi, bây giờ nghe nè, cái công dụng của nó nè. Ai bị đau tức sườn thì vặn cái này này, vặn đúng như này thì cái sườn nó kéo ra, kéo xuống sườn này, kéo bọc kéo luôn cả đầu luôn. Thấy cái đầu ai mà quay không ra làm sao được thì ta đây thôi, thì chính mình tập cái này sẽ quay được ra làm sao, đâu quay được ra làm sao. Và ép cái hai sườn lại, mỡ ở hai bên hông này nó sẽ tan, nó sẽ ép gan lại và ép cái lá mía lại, nó sẽ nhỏ lại, không bị sưng lá mía, không bị sưng gan, không bị chai gan,
Đây phải tập chứ đằng này nhiều người này. Quay. Quay. Có quay đâu, chả có hết cả, mà chả chữa gì cả. Kéo sát đây này, quay cả đầu này, cả tay này. Rá, 90 độ này. À, cái đầu luôn, rồi đó, rồi thở ra. Rồi bắt đầu làm nhá. Nè, răng đây nè. Hít vào, quay trái, hít. Quay trái. Rồi, cái tay của cô phải dài ra chứ phải để vai. Tay phải để dài ra ngoài cô chó nè. Bắt đầu làm này nè, nghe làm này nè. Bên trái đâu? Bên trái đâu? Trái đây nè, rồi bắt đầu nè. Hít vào. Thở ra nghỉ. Bên phải, hít vào. Nữa, quay nữa, quay đầu, quay vai, quay hết, quay rồi. Thở ra nghỉ. Hít vào. Thở ra nghỉ. Sai rồi. Để sát vào đây giữ rồi. Hít vào. Hít vào sẽ thở ra. Đó, nó kéo. Thở ra. Để tay vào đây. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Cái tay đang ngoài được. Thở ra. Không có cho tay tụt lại. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Ra ngoài. Thở ra. Rồi xong. Vừa vặn eo luôn. Làm cho cái tim của mình á, nó không bị hẹp van tim, không bị hở van tim. Nó tiêu mỡ. Còn này á, thì hít vào. Thế con hít vào thì thở ra. Rồi. Cái công dụng của nó là chữa bệnh đau hai bên hông sườn. Đau hai bên hông sườn do ăn uống không tiêu, do bên gan nó chai, do bên tỳ nó chai, bên gan là bên tỳ nó chai. Vặn như vậy là tập cái vòng số 2 này nó nhỏ lại. Cái vòng số 2 nó nhỏ lại ha. Vặn mình hai nhịp. Bây giờ nè. Cúi ngửa. Hai nhịp. Cái bài cúi ngửa hai nhịp này là bài này này này. Giang chân ra nè. Giang chân ra nè. Lớn là thật lớn. Nhớ nè. Đi lên trời là dương. Thì trong luật của Đông Y đó, trong dương có âm. Tức là khi một người lên trời là tay đưa lên trời thì cái bàn tay phải chịu đấy. Đổi tay, cúi xuống thở ra, thẳng đầu gối và tay chạm đất. Tay chạm đất. Rồi, và bây giờ quý vị thấy này. Hồi nãy chúng ta tập cái bài lưng ở trên này tới đây. Bây giờ chúng ta tập cái bài từ đây tới đây. Cái lưng này nè, từ đây tới đây. Mà nếu ai mà đau lưng thì trong khi họ xuống thì bắt đầu mình vỗ này, cho máu lưu thông này. Đó, tức là người nhà mình vỗ, tự nhiên hết đau lưng luôn. Rồi. Hít vào, ngửa lên. Hít vào, ngửa lên. Hít vào mũi, thở ra bằng miệng. Tay phải thật chặt đất, mà đầu gối thẳng. Hít vào, ngửa cổ. Tay lên trời. Rồi thở ra, tay chạm đất. Tay chạm đất, tay chạm đất luôn. Cứ đầu cúi xuống. Rồi hít vào. Thở ra, tay chạm đất. Một cái đầu cúi xuống. Cái đầu cúi xuống. Cái thả lỏng cái đầu. Rồi hít vào. Thở ra, tay chạm đất. Một cái đầu thả lỏng xuống. Cái đầu buông lỏng xuống. Cái đầu buông lỏng xuống. Buông lỏng. Đó. Hít vào. Thở ra. Tay chạm đất. Rồi cái đầu buông lỏng. Hít vào. Thở ra. Tay chạm đất. Một đầu buông lỏng. Hít vào. Thở ra. Tay chạm đất mới được. Rồi xong. Hít vào. Rồi thả lỏng. Nghỉ. Như vậy là cái bài hồi nãy là ngửa cái phần lưng trên. Bây giờ ngửa phần lưng giữa. Tức là cúi ngửa. Hai nhịp. Bây giờ bài này cúi ngửa bốn nhịp. Bốn nhịp nó khác chỗ nào?
Cứ ngủ như em à. Thì khác cái dạng chân, hai chân bằng vai. Cũng như vậy là nhịp thứ nhất. Nhưng mà nhịp thứ hai đó, hạ đầu gối thấp xuống, cúi cái đầu xuống trọng mông lên trời. Đó, tay chỉ lên trời. Đó, nhìn cái đầu ra đằng sau, nhìn cái đằng sau, cái này khám hậu môn này. có chỉ không nè, tay chỉ thẳng lên trời. Tay chỉ thẳng lên trời, tay chỉ lên trời, đó, chỉ thẳng lên trời. Yeah. Mà đầu gối phải hạ xuống, hạ đầu gối xuống, mà trọng mông lên, đầu thấp xuống đất, tay chỉ thẳng lên trời. Tay chỉ thẳng lên trời nữa, tay lên nữa, rồi, lên, hít vào, lên, 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 lên. Thở ra nghỉ. Cái bài này nó chữa bệnh tiểu đường. Bài này để cung cấp máu lên trên đầu, cái đầu phải thấp hơn, cái mông. Mặt nó sẽ đỏ lên, sẽ không bị rụng tóc. Mắt sẽ sáng lên, mà mặt đỏ lên. Quý vị nhìn tôi trước này nhé. Hít vào, hạ đầu gối xuống cho khỏi té này. Thở ra. Hít vào. Quý vị thấy mặt tôi đỏ không? Như vậy máu sẽ bơm lên mắt, bơm lên não để khỏi mất trí nhớ. Mắt nó sáng. Đó. Thành ra khi cúi xuống phải cúi cái đầu thật thấp, cái mông chồng lên mà chờ cho lâu chút xíu. Này bắt đầu làm lại này. Hít vào, hạ đầu xuống xuống khỏi té này. Thở ra, đầu thấp xuống đất, chồng mông lên trời, tay chỉ chắc lên trời. Cũng như nhìn được thế hậu môn của mình á. Hít vào, thở ra. Thấy mặt đỏ mà nóng không? Đó, mặt đỏ rồi đó. Này, hít vào, thở ra. Hạ đầu xuống thấp, tay chỉ lên trời thật, lên cao lên, tay chỉ lên trời lên cao lên, cái đầu thấp luôn, rồi hít vào lên, thở ra, chà mặt đỏ rồi tốt rồi đó, bắt đầu làm lại nè, làm lại nè, bố chú lát không lại được, hít vào, hạ đầu xuống, chồng mông lên, thở ra. Đầu thấp xuống đất, cúi xuống đất, nhìn thấy đường, nhìn thấy đít của mình mới được. Đầu thấp xuống đất, đầu cúi xuống đất, rồi hít vào lên, thở ra nghỉ, một, hít vào, hạ đầu gối xuống, hai, thở ra, đầu thấp xuống nữa, rồi chổng mông lên, ba, lên, bốn, thở ra nghỉ. 1 2 3 4. Bài này chữa bệnh gì? Tiểu đường. Sáng mắt. Mất trí nhớ. Nhưng mà chữa được bệnh đau có chỗ phần dưới. Bởi vì khi mình cúi càng thấp bao nhiêu, cái chỗ nó giãn. Thì cái chỗ này mới là chỗ quan trọng. Đó, thành cái cỏ. Đấy. Thành nhau hồi nãy như vậy là mình chữa cái lưng là 3 khúc rồi. Vỗ tay 2 nhịp là chữa khúc trên, cúi ngửa 2 nhịp á là chữa khúc giữa, và cúi ngửa 4 nhịp á là chữa khúc cuối. Như vậy tức là đầu là học rồi nhá, là cái đầu rồi, cái lưng học rồi nhá, cái bụng quay tới coi lưng cũng học rồi nhá, cái lưng học rồi, giờ tới cái chân nhá. Bây giờ cái chân nè, bây giờ chúng ta có vặn mình 4 nhịp, cúi ngửa 4 nhịp, bây giờ vặn mình 4 nhịp, vặn lên 4 nhịp. Cũng như vậy, nhưng mà giãn chân ra, nhìn tôi trước này, hít vào cũng như vậy, nhưng mà quay qua bên trái hay là qua bên phải này, thì cái đầu gối trước hạ xuống này, cái đầu chậm vào đầu gối, tay chỉ lên trời, thở ra, tay chỉ lên trời, đầu chậm vào đầu gối, hít vào lên, quay lại, thở ra, chân giang ra. Răng lớn nữa ra. Rồi, hít vào. Rồi quay bên đây, quay. Rồi. Quay. Rồi. Cong cái đầu gối trước lên. Rồi, cái đầu chậm vào đầu gối, rồi tay chỉ lên trời. Rồi, tay chỉ lên trời. Rồi, lên. Hít vào. Rồi, thở ra nghỉ.
À, bây giờ nè. Hít vào. Quay phải. Thở ra. Hít vào. Quay. Thở ra nghỉ. Hít vào. Quay trái. Thở ra. Đấy, đầu chậm đầu gối tay chuyển lên trời. Hít vào. Quay. Thở ra nghỉ. Hít vào. Quay phải. Thở ra. Đầu chậm đầu gối tay chuyển lên trời. Ta. Hít vào. Quay. Thở ra nghỉ. Nhớ à, khi quay á là phải hạ đầu gối xuống chứ phải thẳng. Hạ đầu gối xuống. Thấy cái đầu chạm đầu gối là còn cái thẳng này sao chạm được. Hạ đầu gối xuống. Còn quay bên đây này thì hạ đầu gối xuống. À, bắt đầu làm nào nè. Hít vào. Quay phải. Thở ra. Hạ đầu gối xuống. Rồi tay đầu gần sát đầu gối và tay chỉ lên trời. Lên, hít vào. Quay, thở ra nghỉ. Hít vào. Thở ra. Tay chỉ lên trời, chỉ thẳng trời luôn. Hít vào. Thở ra nghỉ. Rồi. Nhớ này, cái bài mà chúng ta vặn mình 4 nhịp. Vặn mình 2 nhịp. Cúi ngửa 4 nhịp. Chúng ta đang sửa lại cái gì? Sửa lại cuộc sống. Và chữa bệnh thoái hóa cuộc sống. Như vậy cuộc sống này, cuộc sống được vặn tới bệnh luôn cái gì? Được cúi xuống cúi ngửa cái gì? Thì các đĩa đệm á, nó không bị khô, nó không bị ép lại, không bị lòi ra gai cuộc sống. Tại vì nè, nó đang bị ép là gì? Bây giờ mà ráng tập quay này, cúi ngửa này, quay này. Thì tất cả cuộc sống nó thẳng lại. Thế người ai đang lùn do cuộc sống bị ép, tập cái bài này, nó trở lại cái cuộc sống cũ. Đấy, phải tập. Gù lưng hết gù lưng. Thế là vặn mình 4 nhịp. Bài cúi ngửa 4 nhịp, vặn mình 4 nhịp, bài vỗ tay 2 nhịp là bài làm hạ đường. Bài này cũng là hạ đường nè. Hạ đường mà làm tăng áp huyết. Tăng xong rồi lát làm giảm. Tăng xong rồi lát làm giảm thế của mình này. Muốn tăng thì tăng, muốn giảm thì giảm. Nhưng mà bài này á là giữ thần kinh cho vững để giữ thăng bằng. Nếu ai làm không được á là không có thăng bằng. Hai tay thế này. Ngửa ra. Không phải là vặn cái hình tròn để mà lại Phật. Cắm đây này. Tưởng tượng có một vật ở trên tay này. Hất qua phải đầu. Hất qua phải đầu, tức là đi thẳng này. Không có vòng này, không vòng nó sao đâu ạ? Không vòng sao đâu ạ? Như này. Hất lên trên trước mặt này, ra khỏi đầu, hất lên. Mà ngửa tay. Hất lên ngửa tay. Ngửa tay, không cần cái tay thế này tay vẫn ngửa. Tay vẫn phải ngửa tay. Hất lên là phải nhón đó. Muốn nhón thì nhón rồi này. Hất lên này. Rồi, công hất đó đó là hất luôn cái đầu gối lên luôn này. Hất này. One, two, three. Thế thì cái đầu gối đó phải lên tới ngực, phải lên tới quả tim. Như vậy là chân mình sẽ mạnh mà đứng vẫn rất là vững. Tại vì mình vừa hất cái bắt đầu. Thế này đó, okay. Cái đầu mình vững này bắt đầu. Thế nên tự mình phải sắp xếp thăng bằng cho mình nào. Vứt cái chân, vứt cái tay này, cái tay phải thấp xuống. Cái tay vừa lên là cái chân tha lên. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three. Làm không hát là làm mà không hát. Hát. One, two, three. One, two, three. Cái này khoan. Hất đầu gối chứ phải dạng háng. Cái này dạng háng. Hất là thẳng này. Hất này. Hất này. Chưa. Làm lại nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 出毛就出毛了哈，耶！为了干嘛来？就平时呢，耶！可以不？可以来这样呢？không phải là hất thế này, vì quý vị để thẳng đây mà hất lên chứ phải đưa ra ngoài. Vì thế này nên cái gì?
cái cánh gà nó nở ra này. Cái cánh gà là cái tay nó nở ra. Thì vô tình nhá, cái van tim đang hẹp, mở van tim rộng ra. Vì thế cái ai mà có áp huyết số thứ hai đó, nó nhỏ, thì tập cái bài này, số thứ hai lớn này. Cái này gọi là nâng tim này, mở tim này. Vừa nâng vừa mở tim này, nâng tim mở tim này. Hay quả tim á, nó đang nhỏ, nó sẽ lớn lại. Lớn lại. Thành ra cái lợi á, là ai hẹp van tim, thì tập bài này làm hở van tim cho nó rộng ra. Và bài khác nè, vặn mình rồi. Cái bài đó vừa rồi là gì? Đứng hát kéo gối lên ngực. Cái bài vừa rồi đó. Đứng hát kéo gối lên ngực. Chú bình gì? Chú bình tim. Chú bình gì? Thở hoặc hẹp văn tim. Tim lớn, tim nở. Và tim thòng. Và chú bình gì? Hạ đường. Bà đứng cái gối lên ngực. Ngực. Bài khác. Vỗ tâm thần. Vỗ tâm thần. Vỗ tâm thần để chữa cái gì? Vừa chữa tim, vừa chữa thận, vừa chữa ung thư vú, vừa chữa đau đau tức ngực. Thế cái cụ trò này này, phải chỉ thẳng lên trời này. Chứ thẳng chơi là thôi phải ngửa cổ ra nè, chứ thẳng chơi nè. Thẳng chơi nè. Vỗ đằng sau là vỗ tim nè. Vỗ tim. Cái này vỗ thận. Rồi đổi ra nè. Vỗ tim, vỗ thận. Ngửa thẳng lên chơi nè. Như vậy nghe nè. Những người nào một bị ung thư vú, vú xẹp, vú lép, muốn cho vú nở. À, thì cái này này. Mở ra, tức là vú nó mở ra và cái vú nó đóng lại. Rồi cái này đó, mở cái vú ra, đóng cái vú lại. Đấy. Thì tự nhiên đó, là khí nó thông vào vú. Thế vú không bao giờ bị bệnh. Mà vỗ vào tim. Vỗ lên mọi người nắm lên, bắt đầu là hát nhá. Còn cái này á, cái bài tên là gì? Vỗ tâm mà. Chứ không phải là vỗ gáy, cái vị này. Phải vỗ gì đâu. Ta yêu cầu vỗ tim. Cao lên, ngửa lên, vỗ xin lên này đó. Chứ không phải vỗ cái. Rồi lát quý vị nhìn nhau qua tự nhiên này. Mà cái cô trò con ngang đây mà. Ê, lên, 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 lên. Đó. Cảm ơn, nó bắt đầu vỗ nhá. Hát à. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ê, lát quý vị đang vỗ hồi xong cái hè vỗ bay. Đưa tay lên nè. Vỗ hôm sau nè. Và trong khi đưa đâu rồi một cái này. Đưa đằng sau. Đó. Cụ trỏ lên. Rồi đúng rồi. Hạ xuống. Cụ trỏ lên. À bắt đầu hát à. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đó, giống như cô này là sàng các bạn, sàng là. À, đúng rồi đó, đúng rồi đó. Đó, bắt đầu hát à. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Đưa lên, lên sau có thể đứng trước đâu. 1, 2, 3. Lại không hát rồi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lần sau không phải lần trước. Ơ sao? Lần sau. Bài 16. Quay vai. Cái bài quay vai là để chữa cảm, chữa cúm. Chứ mỗi quay vai đây này. Đây này. Đứng quay lại. Này. Hít vào nắm tay thật chặt. Thật chặt. Để vào bên hông này. Rồi cái tay không nhúc nhích nữa. Để tốt ra sau không nhúc nhích nữa. Nín thở. Quay cái vai thì khi quay đó. Xích ra sau này. Khi quay đó. Nè. Quay vai đằng sau. Quay thế này. Quay thế này. Quay. Thì khi quay như vậy đó. Mình sẽ ép cái tay này lại này. Ép cái tay này tức là ép cái này lại. Thì chỗ này nó xuất mồ hôi ra.
chỗ này gọi là phong. Hết cảm cúm là quay vai 10 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi thả ra. Nóng ghê lắm mà xuất mồ hôi ra. Rồi, bắt đầu làm bài nhá. Nè, hít vào, nắm chặt. Để đằng sau, quay vai này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thở ra. Mình tưởng tượng hai cụ trò mình á, ráng gần nhau, bao nhiêu càng tốt bao nhiêu. Thì đằng sau nó chảy mồ hôi ra. Như vậy là chụp được cái phong ra. Hết ho, hết cảm, hết bị đau phổi, hết cúm, hết sổ mũi ha. Thế là bài, đó là bài quay vai. Bài khác nè. Bài khác nè. Bây giờ bài nhảy đầm. Tức là vai học rồi, cụ trò học rồi, tay học rồi, cổ gáy học rồi, lưng học rồi, bụng học rồi, eo hông học rồi, cái chân chưa học. Chân chưa học. À bây giờ cái chân này, dáng chân này, nó là cái hình tam giác. Cái chân mình đứng là hình tam giác. Thì đây là cái đáy tam giác. Rộng cái chân ra thì phải để ngang cái chân lại. Để ngang chân ngay trước bụng. Thành cái đây là hình tam giác. Thì nếu đây gọi là điểm A, đây gọi là điểm B, thì A, A, C, B, C, A, C. Thì bây giờ nói này, răng trên đây ngay trước bụng này. Thì cái này gọi là mày, là tao. Mày rộng, tao rộng, mày rộng, tao rộng, mày rộng, tao rộng. Nó bắt đầu làm nhá. Lấy chân trái trước này, vừa rộng vỗ tay này. Mày rộng, tao rộng, mày rộng, tao rộng, mày rộng, tao rộng. Rồi xong. Nè, nè, dễ mà khó, quý vị mày dọc, tao đã tới đây rồi, xong rồi lát nó quay trở lại, mất nhịp rồi, xong rồi này, tao, lát chặt đi, lát rồi xong quay trở lại được. Và đứng ra có người, mày dọc, tao dọc đâu á, nó phải ngay trước hình tam giác này, này, A, C, rồi, B, C, A, C, B, C, ta phải đứng ngay đỉnh tam giác, mà phải vặn người. Bây giờ ngay này, giang chân này. Bây giờ chúng ta, này, chúng ta quay bên phải này, quay phải, rồi về, về, rồi quay trái, về, quay phải, về, quay trái, về, rồi về, rồi hát, rồi bây giờ là hát nhỉ, hát nhỉ, hát này. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, one, two, three. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven. Lên 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 lên. Nghe này, nghe này, chân này, chân này. Mày rộng, rộng, chân này, chân này. Mày rộng, tao rộng, là về luôn. Mày rộng, tao rộng, mày rộng, tao rộng, mày rộng, tao rộng, mày rộng, tao rộng. Thế rồi, thế rồi. Nào bắt đầu nào, nào, nào. One, two, three, four, five, six, seven. Rậm nhá, chứ phải chéo chân, không phải chéo chân. Không có chéo chân, không có chéo này. Rậm ngay trước, rậm. Này, khoan, khoan, khoan. Sai chỗ này. Chút xíu chúng ta biết mục đích. Cái người chéo chân này. Chéo chân, chéo, đâu có thua gì. Rậm là thế này, có nghĩa thế này này. Nghe này. Nhấc đầu gối. Quay người chữ thần kinh tọa, giảm xuống cho máu xuống chân. Rồi bây giờ quý vị thấy, quý vị cho tôi mượn một chai nước mà đang uống dở đi. Một chai nước đang uống dở, một nửa đó là đưa đây. Quý vị sẽ thấy nguyên tắc của nó là
Ở đây này có chai nước rồi, có rồi. Rồi, cho mượn. Cho mượn. Nè, đây, nghe này. Cái chân mình là cái vỏ chai. Nước trong chai là máu trong chân. Chân mình tê, mình đau mất cảm giác. Nếu mình đi jogging, chân đi bộ đó, hỏi chân thầy có khỏe không? Nhìn vào đây á, đi jogging nè. Nhìn vào đây này, xem nước cho nó có chuyển động không nè. Đó, đi jogging nè. Đấy, thì quý vị thấy nước có chuyển động không? Nhưng mà nước chuyển động nó có lên đây không? Không. Còn quý vị này, dậm chân này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nước lên trên đầu rồi. Cái máu lên đầu và đổi cái máu số có canxi dưới chân á. Thì cái chân nó hết tê, hết chai. Vì ở dưới đây này còn cặn. Mà càng đi nhiều thì cặn canxi càng nằm dưới cái bàn chân thì là chân tê. Còn dọc chân đây nè là canxi nó sủi bọt lên. Nó lên tới háng, nó vào thận, nó lọc, nó đi ra, đi tiểu ra ngoài là mất sản thận. Nhưng mà rộng lên tới vai, lên tới đầu. Hoàng thư thì có này, cái này có trọng không? Này, sàng 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 79, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
này đều như này. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven. Cái bài dậm chân phía trước gọi là bài Pasodop á. Điểm nhạc Pasodop á. Rồi. Bây giờ bài 18, dậm chân phía sau. Cũng như vậy, nhưng mà dậm phía trước á là dậm toàn bàn chân. Dậm phía sau là dậm gót chân để chữa bệnh gai gót chân. Và đau háng. Đấy, và bên này. Dậm phía trước là đóng háng. Dậm phía sau là mở háng. Mở háng. Mở cái háng ra nè. Mở háng mà dậm gót xuống là chữa bệnh đau gót chân. Đây bắt đầu nè. 1 2 3 4 5 6 7. Đằng sau. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Bây giờ có người ăn ra. Dập phía trước thì cũng thấy giống như phía sau. Phía trước cũng vậy, phía sau cũng vậy. Phía sau cũng vậy. Phía trước cũng vậy, không phải. Trước là phải ra đằng trước. Mà sau là phải ra đằng sau. Sau. Ngang này. Sau này. Còn trước này. Trước này. Thế sau này. Còn mình cứ đứng trước ở hành. À, bây giờ này, phía sau này. Nhấp. Dập. Về. Về. Nhấp, dập. Về. Dập. Về. Dập. Về. Quý vị mà tập mấy cái bài chân này này, đi không bao giờ sợ vấp ngã. Vì cái nhảy của mình rất nhanh, kiểu vừa vấp một cái là mình nhảy sang. Rồi, bắt đầu này. Bây giờ luyện trí nhớ. Tức là quý vị đang dập đằng trước tôi kéo sau. Rồi đang sau tôi nói trước. Rồi đang trước tôi nói sau. Rồi nhá, bây giờ là trước nè. 19. Cái này dậm chân gọi là nhảy đầm Pasadena. Bài thứ 19 á, nhảy cha cha cha. Nè, nghe này, khó phải dễ lắm nha. Nhảy cha cha đó. Chúng ta hình chữ nhật. Chân chúng ta đang đứng ở đây này. Nghe, tôi kêu trái là chân trái đó. Thì lên ở chân phải, lên ở chân trái, xuống ở chân phải, xuống. Có nghĩa là đây là A, B, xong rồi lên là C, D. Cái điểm B này là điểm B lúc nào cũng phải dậm. Đấy, nó khó cho này. Hình chữ nhật đây này. Dậm, D, lên, lên, về, về, lên, lên, về, về, lên, lên, xuống, xuống. Lên lên xuống, chỉ có một cái góc đó mới dậm. Bắt đầu là làm này, chân trái nha, chân trái nha, chỉ có một cái dậm đó thôi. Lên lên về về bắn nhau này, lên lên về về, nhưng mà lát không nhận ra. Lên lên về về, trái cái gì thôi, để lên lên về về, đâu phải nó bốn nhiều nào. Lên lên bằng nhau, về về bằng nhau, mà chân trái trong lá cơ phải. Lên lên về về, lên lên về về, miệng lên lên về về, chân khác rồi. Cái này là bước lên lên dậm dậm nhá. Bắt đầu này, chân trái nè. Lên lên về về, lên lên về về, lên lên về về, lên lên về về, lên lên về dậm nè. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7
Thật là mạnh thì mình trí nhớ đúng. Bây giờ nhắc lại nè, bên trái nhá. Lên, lên, về, về. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Trái. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Hey, 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 hey
giờ à? 2 bước giờ là 4 bước. Bước vào chỗ. Rồi, bắt đầu nè, 4 bước nhá. À. Đúng vậy à. Này. 2 3 1 2 3 4 số 1 2 3 4 lên 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 bên phải. Phải. Thế là điều chỉnh thăng bằng mà làm mạnh trí nhớ để giữ thăng bằng. Ai mà đưa thân nha, ai mà đưa lên được 60 là người đó không có biển cao hết. Ai mà đưa lên rồi bỏ xuống là huyết cao. Đưa lên bỏ xuống huyết cao, đưa lên bỏ xuống huyết cao. Nhưng mà nếu bỏ đưa lên 15 mà bỏ xuống thì áp huyết cao vừa vừa. Đưa lên bỏ xuống 30 cái thì áp huyết thấp hơn chút xíu. Đưa luôn này mà không có nhúc nhích gì cả, áp huyết rất là tốt. Vậy những người áp huyết cao này, vậy thì phải ráng chỉnh thần kinh mà. Thế chỉnh bằng cách là
khi chúng ta đảo chúng ta có quyền lắc cái chân là sao? Mày đừng có rớt, mày rớt là không được. Mày muốn là sao làm? Không cho rớt. Mày muốn là sao làm? Không cho rớt. Đâu có sợ té đâu. Phải lắc được đã. Té rồi. Bắt đầu nào, bắt đầu làm lại nè. Bắt buộc cái chân là phải lên cao. Bắt đầu làm nè. 1, 2 chân đó nè. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,
Trần rất là mạnh, mạnh lắm. Máu dùng Trần mà vững lắm. Đổi chân. Thở bình thường nhưng mà có thể làm việc thở mũi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Khi mà đứng mà đều 60, hai chân sẽ bằng nhau. Đó. Nhớ là khi đứng mà hai chân đều nhau á, là hai là nó sẽ mạnh bằng nhau. Chân yếu là bởi vì nửa thần kinh nó yếu. Nửa thần kinh nó yếu. Dựa không dựa không này mới đây. Nhưng bây giờ nghe nè. Khi chúng ta đứng chân như vậy là chúng ta dồn nó xuống chân. Có phải không? Thì máu nó nuôi chân, chân nó mạnh lên. Nhưng bây giờ bài khó hơn này. Cái bài đứng hạc tấn này này, trong võ thuật gọi là kim kê độc lập. Tức là gà đứng một chân. Kim kê độc lập. Nó đứng nó ngủ suốt đêm. Nó đâu có ngủ hai chân đâu. Thế nó hỏi giỏi mình chứ. Kim kê độc lập. Như vậy thì khi mình đứng á, mà mình không muốn té á, thì ý mình ở đâu? Ý mình ở gan bàn chân á. Để làm sao sắp xếp sạch. Đó, sắp xếp sao mà cái chân đó là mà đừng có té. Thì ý ở đâu? Ý ở dưới chân. Thì đồng ý có một câu này. Ý ở đâu thì khí huyết nó sẽ ở đó. Và khí huyết nó dồn xuống chân rồi, nó làm giảm áp lực khí ở trong tim. Vì thế áp huyết nó giảm. Vì thế đứng càng lâu là không có bị áp huyết. Còn đứng thế này á, là áp huyết nó cao. Thế đứng càng lâu á thì áp huyết càng giảm. Vì thế có người đứng á 2-3 tiếng đồng hồ. Wow. 2-3 tiếng đồng hồ. Và bây giờ cái này khó hơn nè. Hạc tấn vừa rồi đó là kim cái độc lập, hay là con hạc nó đứng một mình, thế gọi là hạc tấn. Bây giờ hạc tấn mà nhắm mắt cũng như thế này, đưa chân lên mà nhắm mắt. Nhắm mắt đâu? Úi dồi. Cái này mới nhắm mắt. Rồi nhắm mắt đâu? Đưa lên. Rồi nghe. Cái bài này có giá trị gì? Cái bài này có giá trị là thiền định. Định có nghe thế này. Đây. Tôi đứng một cái hình vuông ở đây mà tôi nhắm mắt. Nhưng bây giờ nó khó hơn chỗ này. Vừa nhắm mắt vừa nhảy vừa hát. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nhưng mà tôi nhớ là khi tôi nhảy mà tôi nhớ nhảy sang trái một bước á, tôi phải trở về phải một bước. Nhưng tôi nhớ thì nhảy lên rồi đó, tôi phải nhảy xuống. Để khi mà tôi nhảy xong thì vẫn là chỗ cũ, thân thiền định. Còn mình nhảy một hồi á, ôi trời ơi, cái đá mình quay vào đường là trái đến đây này. Tức là mình không có định. Định tức là nhớ là sang trái thì lát phải trả, sang phải lát phải trả về, lên phải trả về, xuống phải trả về. Như vậy là ý định còn nhiều hơn nữa. Và đúng một chỗ thì gọi là thiền định, gọi là meditation. Thấy không? Vẫn là hát là respiration therapy, vẫn cử động là circulation therapy, là nhảy mà. Nhưng phải định một chỗ là meditation therapy. Chứ lát rồi, hoàn thù tùy phòng phá sức trận. Lát mà chắc chắn cái sơn khổng luôn. Đứng một chỗ nhá, khó nè. Chân trái. Chân nắm được, chân trái lên. Nhắm mắt. Rồi, nhảy ra hát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cái gọi là đấy. Đúng người chỗ. Đáp đổ chỗ tôi nữa. Đầu chân. Đầu chân. Nhảy hát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Nhảy rồi đi. Thầy phải sâu thôi. Ví dụ như tôi đứng không, cái này mình giữ thăng bằng là được, mình giữ thân mình không té, mình đứng nước là được. Mình cắm đây, cái này đang tập giữ thăng bằng và tập cho máu xung chân, dậm xung cho máu xung chân, đấy, máu xung chân này, máu xung chân, dậm, dậm, còn đứng đây thôi đấy, dậm cho máu xung, xung mà đừng có một chỗ thôi, một chỗ mà không té thì chân nó không. Ha. Bây giờ này, tập động tác đầu gối này, cổ chân này, bàn chân này. Thế nhưng mà khi công này chỗ từ đâu? Đầu, cổ, gáy, tay, vai, lưng, cột sống, eo, sườn. Tức là vòng số 1 có, vòng số 2 có, vòng số 3 có. Ha. Bây giờ tới đầu gối, chân này, và cổ chân này. Ai té cầu thang, sưng chân, chập chân, sưng đầu gối, đau chân, chân tê, bàn chân tê. Thật tập các bài này. Bài này bắt sắp tới này. Bài 22. Bài 22 đó là cái bài dịch cân kinh hai nhịp. Bài thứ ba, dịch cân kinh bốn nhịp. Trên đây áp sai thiếu gì? Trên áp sai thiếu gì? Dịch cân kinh nè. Tay đưa ngang bằng ba, hít vào, nhắm góc. Tay chỉ xuống đất. Rồi tay chỉ lên trời, hạ gót, cong ngón chân lên, mà thẳng lưng, cong ngón chân lên. Đó, tức là như vậy không té rồi. Hít, chỉ lắm đất, ngang vai thôi, thở, cong ngón chân lên, mà không té mới được ạ. Hít, chân gót, hai, thở ra cong ngón chân lên, hít, thở, cái này dễ quá. Hết. Cái bài này tập 1500 lần gọi là giống như phất tay đó thì mắt sẽ sáng, mắt sẽ sáng. Này, cứ đều đều mắt sẽ sáng. Đều đều mắt sẽ sáng. Cứ đều đều mắt. 1 2 3 thả lòng tay 4 lòng tay này. Như vẩy tay, gọi là vẩy tay 5 để 6 nhóm gót, thả gót trong ngón chân. Nhóm gót, thả gót trong ngón chân. Nhóm gót,
thì bài này á, tập trước mắt. Rồi, gọi là gì, cân kinh, sai nhịp. Bốn nhịp khó hơn này. Tây làm không được. Tại vì Tây không bao giờ ngồi xổm mà nhà rau muống như Việt Nam. Tại vì ngồi là cứ bàn chân nó thẳng xuống là bắt đầu cái sức nặng nó bật ra sau nó té. Vậy muốn khỏi té đó, để tránh cái sức bật ra đằng sau thì phải nâng cái gót chân lên, thì cái đầu ra trước và để chân xuống cái thân ra sau. Nâng gót chân này, tay để đùi này, nâng gót chân này, rồi cao lên này, rồi bắt đầu ngồi thẳng xuống này, thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng xuống đó. Đó, như vậy là ngồi ngay được rồi đó. Thế nhưng mà đấy là tập đầu gối thôi. Còn nếu mà hạ gót chân xuống là té liền này, hạ xuống qua là té liền, thấy không, té liền, thấy không? Rồi bây giờ nghe này, bây giờ khí công mình nó khác này, lên khí công nó khác này, hai cái chân sát vào nhau chút xíu, bắt đầu lên, hít vào giống như là dịch hai nhịp ấy. Rồi thở ra, hạ đầu gối xuống, cong nhấc ngón chân cao, gót chân cao lên, thả xuống đưa từ từ tay ra sau, hạ thẳng cái người cái đít chạm vào gót, hít vào thẳng lên, thở ra nghỉ, cong chân lên, hít, nhấn gót, thở ra hạ đầu gối xuống, rồi hít, nhấc đầu gối lên, thở ra, cong chân lên, cong chân lên, ngón chân, hít, nhấn gót, hạ đầu gối xuống, thở ra, nâng đầu gối lên, thở ra, nâng cái ngón chân lên, hít, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. Cái tay phải thẳng ra chứ có cái tay dày đâu được. Nè, cái tay nè, có cái tay nè, đưa thẳng lên chứ ơi. Thẳng ra, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở, hít, thở. Thế gọi là dịch cân kinh bốn nhịp. Cái bài này là mạnh đầu gối này, mạnh đầu gối này. Như vậy là tập đầu gối này, phải không? Tập bắp chân này, tập bàn chân này, tại vì bàn chân này, cái này tập bàn chân. Bây giờ bài khác nè. Bài này bây giờ vuốt thông kinh mạch của 6 đường kinh. Bây giờ chúng ta để lên trời này, kiểu như thế này này. Thì mặt trời, tức là dương khí của mặt trời đi vào cái mặt dày. Bây giờ tay mỏng gì? Tay dày gì? Đi vào mặt dày là dương, tức đi vào đây. Đi ra sau lưng, đi vòng phía trước, đi xuống đất. Tức là cái này dày này, đánh vào đây thì chết, mà đánh vào lưng còn gồng được, thấy không? Thế đánh vào đùi thì gãy đùi, đánh vào trước còn gồng được. Thì chỗ nào cứng là dương. Thì khí mặt trời, khí dương đi vào tay dày, đi vào lưng, đi xuống phía trước chân, đi xuống. Khí âm ở dưới đất chuyển từ mặt âm lên bụng, ra tay lên. Nhưng mà cái chiều đường kinh của thuận với trời đất á, thì dương đi vào, âm ở dưới đi ra. Vì thế mình vô tay này, dương vào, hít vào, đổi tay, âm ra, thở ra. Như vậy ép xuống là máu ra tay, khí đi vào lên tới vai, thở ra. Đó, nhưng mà làm lúc hai bên, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Không, quay được, kéo xuống, kéo từ vai xuống. Không, quay này, kéo từ vai xuống, quay này, ngửa này ra, rồi kéo từ vai xuống,
vuốt tay, vuốt bàn tay. Dạ, vuốt hơn. Úp bên này, úp bên này lại. Rồi vuốt từ cái móng tay, vuốt từ móng tay đi vào, vuốt móng tay vào. Vào, vào, vào tới phải. Rồi lật ra, rồi xuống. Hết vào. Rồi đổi tay chứ, đổi tay qua tới này, thở ra. Đâu, vuốt phụ, vuốt bên ngoài. Bên ngoài vuốt vào. Bên ngoài vuốt vào. Bên ngoài móng tay vuốt vào, rồi lật tay ra. Thở ra, rồi qua tay này. Vuốt vào. Rồi thở ra, rồi bên qua bên đây. Không. Bình dưỡng, vút vào, vô, thở ra. Dạ, dưỡng. Cứ một bên ngoài, vút vào, thở ra. Qua đây rồi. Ờ, đúng rồi đó. Rồi, bây giờ đó là cái tay. Cái tay, phía trên cái chân này. Tất quả quay phía này. Đưa chân phải lên trước. Đưa chân phải lên trước. Quỳ chân trái xuống. Thẳng chân phải ra. Rồi bạn ngồi đây nào, bạn ngồi đây, bạn ngồi đây, quay lại phía kia. Bằng ngồi đấy, bằng ngồi chứ này, bằng ngồi, rồi thẳng chân ra phía trước, quay thẳng này, không quay tới quay này đó, rồi bây giờ nghe này, cái đầu gối này phải thẳng ra, rồi vỗ 3 lần 10 vào cái đùi để cho máu ở trên cái động mạch háng này, này vỗ này 10 lần này, 1, 2, 3, 4 đùi, đấy này, 10 lần rồi đùi thôi. Rồi, 10 lần. Cái đầu gối phải thẳng. Đầu gối phải thẳng ra. Rồi xong. Xong rồi, khoát, đứng lên cái chân, thẳng cái chân ra. Bây giờ vỗ đầu gối 10 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, cúi xuống một chút, vỗ cái mắt cá 10 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thôi. Đây này, khoan. Tức là nước hoặc là vôi nó kẹt ở mấy chỗ khớp đó. Thì mình vỗ để cho nó lăn ra. Để bắt đầu mình cho khí tuần hoàn xuống này. Thì mình đếm từ 1 tới 10 này. À, 1 tới 7 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nằm ở dưới cứ hoàn thủ nên như vậy đâu có máu tuần hoàn đều, đưa máu từ từ xuống đây này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đi từ đầu đường đến cuối đường chứ, rồi đi lại 1, 2, 3, 1, 2, 3 là sai rồi, 3 là chưa hết câu mà, lại làm lại nè, 1 nè, xong 7 nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rồi, đổi chân, đưa chân kia ra phía trước. Đưa chân kia ra phía trước. Đưa chân trái đi. Cũng ngồi quay về phía đó. Cũng ngồi quay về phía đó luôn. Đạp vào hả? Ngồi xuống đưa chân trái ra trước. Thẳng ra. Rồi, 3 lần 10 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 Rồi, đầu gối 10 1, 2, 3, 4, 5 Đầu gối. Đầu gối đâu? Đầu gối, đầu gối mạnh hay đâu? Mạnh. Rồi, đầu gối cá 10 Đếm. One, two, three, four, five, six, seven. Thank you.
Ôi, sao? À, đứng lên. Thầy cho nệm không thầy? Muốn nệm. Chưa. Mấy bà đau chân. Chưa tới bà đó, chưa tới bà. Bà đau chân. Chưa tới bà. Đau luôn. À, đứng lên nào, đứng lên. Bây giờ chúng ta mới tới bài này thôi. Bài hát là giang chân bằng vai. Sau rồi hai chân bằng vai này, hai cái chân này bằng vai này. Sau rồi giữ nguyên cái chiều khoảng cách này, hai cái đầu chân này giữ nguyên khoảng cách này một gang. Giữ nguyên một gang. Bây giờ này, bẹt cái gót chân ra, hình đi chữ kiềng, đã bẹt gót chân ra. Bẹt gót chân ra. À, đây này, tôi đứng này. Bẹt gót chứ sẽ bẹt gót. Này, gọi là chữ kiềng này. Chữ kiềng là cái này chữ bát. Cái này chữ bát. Được chưa? Là đi kiểu sạc lô. Của chữ kiềng là như thế này nè. Chữ kiềng là. À, như vậy là úp xuống hình thang. À, hai cái mắt cá, hai cái ngón chân cái này cách nhau một gang. Rồi chữ kiềng đứng thẳng. Giống như lấy cái đinh đóng chặt cái bàn chân chữ kiềng lại để không có nhúc nhích, không có đổi chân, không đổi vị thế, dán cái chặt keo là đó. Thẳng lưng nè. Ngồi xuống từ từ cho hai đầu gối chạm nhau. Hai đầu gối chạm nhau mà không có nhúc nhích chân à. Mà thẳng cái lưng. Với thẳng lưng. Thẳng lưng mà chạm cái chân vào. Chắc chưa? Bây giờ ép rờ tay bụng dưới này. Đứng thẳng lưng lên chứ. Thẳng lưng. Không, đứng lại. Này. Thẳng lưng này. Rồi từ từ hạ xuống này. Thẳng lưng mà hạ xuống. Đúng rồi đó. Rồi rờ cái này coi. Cứng hay mềm? Cứng là đúng mà mềm mà sai. Rồi làm lại nè. Làm lại nè. Giang chân bằng vai nè. Bẻ gót chân ra nè. Thẳng lưng nè. Cho hai đầu gối chạm nhau nè. Từ từ rờ vào cái bụng nó cứng lên. Từ từ nó cứng lên. Nếu mà cú xuống là bụng nó mềm. Thẳng ra. Thẳng cái lưng ra. Đầu gối chạm. Rồi nó cứng chưa? Cứng như vậy là không bao giờ mắc bệnh tuyến tiền liệt, không bao giờ mắc bệnh đi tiểu đêm và không bao giờ bị ung thư tử cung. Thằng chỗ này phải cứng, không cứng là không đúng. Nó bắt đầu làm lại nè. Giang chân bằng vai, bẹt gót chân ra, thẳng lưng, không được cúi nhá, thẳng lưng, từ từ hai đầu gối chạm nhau, tay rờ vào dưới rốn này, nó cứng từ từ. Cúi lưng người sai là thẳng lưng. Rồi cúi xuống. Đó nó cứng rồi. Cứng chưa? Giữ người lên mức cứng đó. Gồng một chỗ đó. Bắt đầu lỏng tay, đưa tay lên ngang vai. Thẳng lưng nhé. Tay chỉ lên trời. Khóa ngón tay cái lại. Khóa vuông góc lại. Cuốn lưỡi. Ngậm miệng. Cuốn lên ngậm miệng. Nhìn móng tay. Nó đỏ lên. Đứng lâu trong một phút. Đầu nó nóng bốc lửa lên. Một. Hai. Thở mũi. Thẳng tay và ngang mặt. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ướt một nữa đó, 5, 11, 12, tiếp tục, 13, 14, 60 mà, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, thẳng tay, 5, 6, 7, thẳng lưng ra, 8, cái này là đích dịch thẳng cái lưng ra, dấu cái đích đi. 30, 31, 32, dấu cái đích đi. 33, cái đích nó lòi lên. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, đúng rồi, 46, 47, 48, đúng rồi, 49, 50, 51, 52, 53, 54, thần tự nhiên đó này. 55, 56, 57, 58, 59. Nhìn tôi này. 60, ngồi ra. Hai tay chạm nhau. Bây giờ, cái bài này là bài rất quan trọng để chữa tất cả các bệnh ung thư. Ai muốn chữa bệnh ung thư đó, đứng cái bài này. Nếu mà nhà võ thuật đó, thì quý vị đứng biết bao lâu không? Nếu mà người võ thuật giỏi, đứng liên tiếp 7 tiếng đồng hồ. Ông thầy cho chọn hai phương pháp. Một là mày đứng 7 tiếng đồng hồ. Hai là mày đứng làm sao á, mọi người mày xuất mồ hôi ra
dưới chân này một vũng nước, dưới chân này một vũng nước, bao giờ hai vũng nước nhập vào nhau thì mới nghỉ. Thì sau khi thử cũng 7 tiếng đồng hồ, người nó xuất mồ hôi ra là mới đầu mồ hôi lạnh, nó xuất mồ hôi ra là mồ hôi nóng, xuất mồ hôi ra là mồ hôi đỏ, đỏ, và bắt đầu cả nhà mà kính này là xông khói hết. Thì cái bệnh này là chữa ung thư. Vì thế có một ông Tây, ông bị ung thư, ung thư ở cái dưới đáy phổi, mà bác sĩ nói rằng còn 3 tuần nữa chết, nhưng mà không nói cho ông hay, nói cho em ông ấy, mà em ông là hiệu trưởng trường trung học, người Tây nhá, hiệu trưởng trung học, ông nói tôi là xin ông đừng nói cho anh tôi biết là anh tôi chỉ còn sống 3 tuần. Chữa làm sao? Tôi nói phải cần chữa, đứng tấn giùm tôi. Thế ông già ngon lắm, ông già khỏe lắm, đúng không? Nhưng tôi không có nhóm, đứng lên đi. Lâu bao nhiêu? Ông đứng được 7 phút thì bắt đầu đứng một hồi à. Cái khí trong người nó ép ra ra, ép ra. Ép ra cái nó dịt mồ hôi đá gì, dịt mồ hôi ra. Dịt ra thì cuối cùng ở chỗ này nó mới lòi ra. Là một cục tím bầm, tôi ép máu ra. Tím bầm ở chỗ kia nó đỏ lòm, chỗ tím bầm. Thì bắt đầu cái mồ hôi đó đó, tôi nói cái ông em đó. Lấy cái giấy á, chấm vào cái mồ hôi này, đừng có cho mồ hôi này, lan vào mồ hôi này. Chấm mồ hôi người coi, mùi kết không, kết thúi không. Đấy, ung thư là gì, là cục thịt thối trong người. Xong rồi lấy chỗ khác thì cái mùi mồ hôi nó bình thường. Thế mà ông ép như vậy đó, từ từ nó to này, xong từ từ nhỏ. Nó nhỏ thế là càng tím. Ông ấy chữa có 7 ngày hả? Nó nhỏ là bật luôn, mất cái cục đen luôn. Rồi cuối cùng ông vô tái khám. Thì tôi nói chưa vô tái khám vậy. Ông tập ở nhà cho tới 3 tháng. Khi nào mà ông lấy mồ hôi này mà không còn thối thì ông sẽ bị, thì cuối cùng á mồ hôi không còn thối 3 tháng đi vào tái khám, bác sĩ nói ủa ông chưa chết hả? Tại vì 3 tuần chết gì 3 tháng rồi. Sau khi tái khám xác nhận là hai bác sĩ xác nhận là hết bị ung thư vú. Như vậy cái bài này chưa bị ung thư, một bài Việt Nam bị ung thư tử cung. Tôi bắt đứng thế này mới đầu à, hey, thầy em nói được có 2 phút à? Bảo được rồi, hôm nay 2 phút, mai 3 phút. Một bài không đi đâu được, đi thì cứ phải vịn, bởi vì nó đau chỗ này, đau rồi cứ đi phải vịn. Hay là đến phòng mạch cũng bị đau lắm. Thế mà đứng xong hả? Bạn ấy, bây giờ em đứng 7 phút, mai mốt em đứng được 10 phút, mai mốt em đứng được 15 phút. Bây giờ em đi từ ở chợ Phúc Nhuận lên tới chợ Sài Gòn đi bộ được. Và cuối cùng đập cũng hết. Và cái bài này em muốn cho ung thư á, hoặc là người ung thư á. Bây giờ chúng ta quay mặt lại nhìn cái đồng hồ. Ai đứng lâu nhất? Rồi bắt đầu đứng nào. Đứng nào, giang chân ra, bằng vai. Bẹt gót chân ra. Cái gót chân bẹt ra. Bẹt nữa, bẹt thật nhiều. Càng bẹt thật nhiều là càng là thuốc thật nhiều. Càng là thuốc trụ sinh mạnh. Còn cái này đâu phải giang chân mà là bẹt chân. Cái gót chân vẫn phải đi vào. Vẫn vào, vào sát đây. Rồi, bẹt ra. Rồi, đứng thẳng người nè. Rồi, hạ người xuống cho đầu gối chạm nhau nè. Vẫn thẳng lưng, chặn đầu gối thẳng nhau này, thẳng lưng, rồi thẳng, đúng rồi, chặn đầu gối chặn nhau rồi, đúng rồi đó, thẳng lưng ra, rồi đưa tay lên, ngang vai, ngửa tay lên, khóa ngón tay cái lại, đấy này, khóa này, khóa cho vuông góc lại, đó, rồi, ướn bụng dưới ra, cái đầu cúi xuống, đó, nhìn đồng hồ, có ai được 5 phút, tay chỉ thẳng ra, thẳng trước mặt, nhớ rằng, giấu đít đi, đẩy ra trước, rồi đó, giấu đít đi, đẩy lâu, đẩy đi làm phía trước. Không được nhúc nhích. Bắt đầu nhìn này, cái đầu á nó xông khói ra là đúng. Hạ đầu gối xuống, đầu xông khói mới được. Đẩy đi ra phía trước, ướt mục ra, đó đúng rồi. Đừng có làm nhấp nhô vậy, làm lúc một lúc hay coi là 2 phút hay 3 phút thì nhấp thì bỏ đi. Bỏ có thể làm được. Từ nãy giờ tập mà chưa thấy ai mà cởi áo lạnh. Phải tập sau nó phải nóng ngực lên nữa. Được, mồ hôi mới đúng, phải tập phải chảy mồ hôi. Như vậy sau cái bài tập này là chảy mồ hôi ra là chúng ta không sợ bị cholesterol, không bị bệnh cảm cúm,
cái tay cái giò mình đó, không bị bệnh tật, không bị bệnh áp hết, không bao giờ bị bệnh tiểu đường. Đó, mồ hôi ra, thấy không? Tay tay chỉ lên trời. Đó, khi mà rờ cái đầu nó phải nóng mới được. Đó, cái đầu này nóng rồi này. Cái này ra phía trước, cái đầu cúi xuống, đó. Đó, cái đầu nóng là đó, thế này là đó, đó. 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 Cái đầu ta nóng nè. Đó, đầu nóng nè, đúng là đầu nóng nè. Này. Này. Cái này ra phía trước, cái đầu cúi xuống, đó, đó, nóng xuống, đó. Đúng rồi đó. Cái này ra phía trước, cái đầu cúi xuống. Đó, đó, thẳng cái tay ra. Đó, đó, cái tay mà thẳng ra. Ừ, vậy đó. Cái đầu cuốn xuống, đó, đầu nóng là gì? Từ từ cái này ra phía trước, cái đầu cuốn xuống, đầu nóng là. Đứng ngay, cái này vô vậy, sát vô, này, nó chỉ cái đầu đó, cái này là đó. Đó, thấy không? Vậy đó. Ra phía trước, cái đầu cuốn xuống. Bạn cái gì đưa ra rồi? Dạ, đúng rồi. Đó. Đó, vậy đó. Đúng kiểu thì đứng lâu chút. Ồ, vậy đó, hả? Vậy đó. Cái làm này, thở miệng. Thở bằng mũi. Từ từ, giống như mình thiền vậy thôi. Đừng có cao, không có dạo. Đưa đào. Từ từ. Khi mà chúng ta nghỉ đó, nhưng mà chưa ai đứng cao lâu còn tốt, nhưng mà khi nghỉ là thế này, dòm xuống, rồi đứng cao lâu còn tốt, đứng lên, vô lò thì không thấy à, lên thế này giờ mình vẫn chưa cỡ lại, còn sai rồi, thấy không? Chậm được bốn lại, gần sát nhau, gần cái này đó. Hay, cô này giỏi nè. Cô này giỏi nè. Có đầu nó bốc lửa rồi nè. Rồi. Cô này nó cứ đưa cái đích dịch ra không à. Rồi. Rồi. Cái này là công phu. Công phu. Thôi này. Rồi quay lại. Xong rồi nhá. Cái bài đó là xong rồi. Bài này gọi là bài gì? Ngũ hành tấn. Ngũ hành tấn để chữa bệnh tất cả các bệnh căng xe, tất cả những cơ quan người mình lạnh. Nó sẽ làm cho người mình nóng lên. Bài 26. Bài 26 là vận khí ngũ hành. Cũng đứng như vậy. Hai tay để vào đây. Nắm lại này, không cần chặt. Hít vào thì thở ra từ ngón cái đến ngón út, hít vào. Nâng lên tới nách. Lưu ra sau lưng tới nách đó là hít vào đó. Thở mà vẫn chặt đầu gối lại. Thở lại hạ chung cái đầu gối xuống, vặn cái tay ra sau gáy, thở ra. Hai tay chặt sau gáy, mà quay thế này. Đó, sau gáy. Hít vào bắt đầu bàn tay ngửa ra, chống cái chân nhà đè xuống mình chống cái nhà phải hạ đầu gối xuống. Hít vào, chống cái nhà thẳng lên. Thẳng nó ra, tay vuông thẳng nó ra. Rồi, thở ra, đưa tay xuống. Lật tay ra, kéo tay vào. Rồi vẫn là thở ra. Lại gấp cái ngón út vào tới ngón cái. Đó gọi là vận khí ngoài. Nào, hít vào, mở từng ngón cái ra, ngón út lên. Thở ra, thả lỏng người, tay chậm gáy. Hít vào, chống trời, hít. Giữ nguyên, tay tay chậm, thẳng tay ra, thẳng lưng lên. Thở ra. Quay luôn, đi vào, gấp ngón út vào. Hít, mở từ ngón. Thở.
đằng sau cái. Thế này, thế này. Quay này, chứ phải đưa, không phải đưa này. Quay. Chứ phải, không phải đưa ra thế này. Đây là quay. Hít ra. Thở ra. Rồi, đây là vận khí ngũ hành đó. Xong. Cái bài khác. Làm sao mà vừa rồi là hút sáu kinh chân xuống bên tay rồi gì? À, không, vẫn phía ngoài hút phát sinh ra xuống bên tay vẫn muốn vận hành. Rồi bài khác nào, giữ thăng bằng nhá. Thăng bằng á là cái đầu gối phải thẳng, chân phải lỏng, đưa chân phía sau nhiều hơn, phía trước ít hơn, đi đánh đứng xa, đi chợ đứng xa, ra đằng sau thì hát 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 này, thả lỏng chân, vứt chân ra sau, vứt chân ra sau, vứt chân ra sau đó mà không cong đầu gối. 1 2 3 4 5 6 7 đó, 1 2 3 4 5 6 7 đằng trước 30 độ, đằng sau 60 độ, 30 độ, 60 độ, 30 độ, 60 độ. Rồi bắt đầu hát ạ. 1 2 3 4 5 6 tay đi ngược với chân, tay tay xuống chân lên, chân lên tay xuống. Rồi hát ạ. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 quên hát rồi. 5 6 7 1 2 tôi hát tôi có lợi chứ quý vị đâu hát. Thở. 1 2 3 4 5 đổi chân. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Oh, cái bài này để thư giãn cái gì? Thần kinh tỏa. Đau thần kinh này, thế mình thả lỏng thư giãn ra, đau thần kinh tỏa. Và trước mình chuột rút nhé. Bài khác nè, bài này khó hơn nè. Bài này là toàn bộ bao nhiêu công lực dồn vào bài này nè. Bây giờ là máy bay cất cánh. Máy bay cất cánh á, thì nó hạ cái chân xuống. Đó. Nó đưa cái đầu lên. Đó, đưa đầu lên. Đứng đây nè. Mà nó lên cất cánh á, thường thường chúng ta vừa ngồi máy bay á, nó bảo chúng tôi là coi như là take off. Thì bắt đầu thì mình đếm 1 tiếp 30 thì nó lên trời rồi. Máy bay nào mà nhanh nhất là 20 lên trời rồi. Máy bay chậm nhất là 30 lên trời. Tức là 30 giây đó. Thì bắt đầu mình đứng 30 giây à. À, chúng ta bắt đầu cất cái 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Xoay tăng được 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Ở đây có một số máy bay tốt, một số máy bay phải bắn ra để sửa chữa. Một số là khó thăng thêm. Thế này nó lại thẳng rồi. Thế này trực thẳng rồi chứ. Cái nó phải lên lái rồi chứ. Nó phải lên lái rồi chứ. Như vậy để làm gì? Thứ nhất là thần kinh vững này, thứ hai giữ thăng bằng này, thứ ba chân cứng này, thứ tư á là phải đưa chân lên này, mạnh cái lưng này, con này á đang đi chỗ đó thì máy bay này đi về rồi chết hành khách rồi. Đổi chân, mình nắm tay lên được không thầy? Đó mới là cánh máy bay phải mở ra chứ. Quán là chị hai người dĩnh như vậy. Không. Tập bài chân nè. Nào, cúi xuống đưa thẳng chân nè. Cái đầu cúi xuống chút. Rồi, cái chân đưa sau lên cao một chút. Rồi, cao một chút, cái chân đưa cao lên chút. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Cái chân lên cao một chút. 7. Cú xuống một chút. Chị cú xuống nữa. Hạ đầu xuống nữa. Hạ đầu xuống. 10. 11. Thẳng chân ra. Thẳng chân sau ra. 12. 13. Thẳng chân cao lên. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Ôi, có mấy cái bay được lên trời không? Có mấy điều không? Phải chờ thôi. Chụp chặt kỹ thuật. À, về nhá. Tất cả những bài chúng ta tập rồi, giống như một máy computer, chúng ta đánh đủ bài rồi, chúng ta không C và thì mất bài, phải không? Vì thế C tức là những cái bài đó phải ghi vào bộ nhớ, thì chúng ta phải tập lại 7 bài đầu, nhưng mà tập tắt thôi, cào đầu, cào gáy, nha, rồi chà tay, xoa mặt, cứ thế thôi, nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cào trong mặt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi xong rồi. Và cào gáy nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chào mạnh nè. Chào mạnh tay lên. Bỏ cái kính nha, bỏ kính nha. Chào mạnh, cao lên, hát đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Không, chào tay. Chào tay chứ mà chào mạnh. Chà tay. 1, 2, 3. Chà tay mạnh lên. Chà lên, chà xuống cho mình phút đâu. Chà cho mình phút. Chà. Ép sát cái tay vào mặt. Ép sát, nâng cái tay vào mặt. Chà mạnh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ép sát, nâng cái tay vào mặt. 3, 4, 5, 6, 7. Chà lên, chà xuống. 1, 2, 3. Ép sát cái ngón tay vào. Ép sát vào má. Chứ không có xòe cái tay ra. Không có xòe ngón tay ra. Ép năm ngón vào má. Ép vô. Ép vô. Chú ép. Này cái ngón này. Cái ngón này hở nha anh. Ép sát. Hở cái này. Hai tay ra, xiềng sau tay. Hai ngón tay ra sau tay. Ba ngón tay phía trước tay. Chà cái vòng cái tay cái nào. Đây này. Cầm cái này, chà cái tay này nè. Hai tay ra, hai ngón tay đằng sau tay. Xẻ này ra nè. Rồi chà vào cái sau tay vào trước tay, chà mạnh. Hai ngón phía sau. Ba ngón phía trước, chà mạnh. Hai nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. One, two, three, four, five, seven. Con băng này rè rồi. Người ta có những cái tao điều cứ quản từ điều và sinh có điều gì đâu. Phải qua có một, có hai, có ba, có bốn chứ. Nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, rửa mặt khô. Tức là lấy cái mồ hôi vào tay lau cái mặt luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hát. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi, mời quý vị lên đây hết. Quý vị lên đây hết. Quý vị học bên á, lấy nệm ra. Để mỗi nệm á, hai bên hông nệm cách nhau một viên gạch. Rồi hai cái đầu nệm á, cách nhau hai viên gạch. Rồi, để vô. Các học viên á, để làm. Còn học viên nào không biết làm thì lên đây ngồi nghỉ để lấy cái chỗ trống cho xếp nệm. Cứ mỗi một nệm á, chiều dọc cách nhau một viên gạch. Còn hai cái nệm mà đối đầu nhau á, thì cách nhau ba viên gạch đi.
đặt xuống dưới. Đêm này với đêm kia. À, thôi được rồi. Để sát nhau đây, để sát. Mỗi người nằm một miếng. Đây này, một nệm là ba người. Đây, thôi được rồi. Này, một nệm là ba người. Đây này, một nệm ba người. Đây, rồi, cách ba bên gạch. Rồi, một nệm ba người, cách ba bên gạch. Một nệm ba người, cách ba bên gạch. Rồi, mỗi người nằm đi. Vô, nằm chất. Đầu bên kia, chân bên đây. Năm ngựa. Có cái này. Mỗi người cái đi. Đây. Khoan, cái người này á, thì đầu bên đây, kia chân bên kia. Rồi, cách 4 bên gạch đi, tại vì hai chân đụng nhau rồi. Lùi lại, cách 4 bên gạch, 5 bên gạch cũng được. Xuống. Rồi, đầu đây, rồi chân đây. Cái người này á, đầu đây. Sát lên. Cái đầu không sợ đục. Rồi, đầu đây, chân đây. Còn nhiều lắm. Quay lại. Đầu đây, chân kia. Rồi, cái này lên. Rồi, đầu đây, chân kia. Rồi, bên kia thì đầu kia, chân đây. Rồi, đầu đây, chân đây. Đầu đây, chân kia. Tiếp tục. Cứ phải chạy đi, chạy thôi. Rồi, xong rồi. bài tập này á, ai không tập là thiệt hại đáng chịu. Rồi lúc đó sau không đứng lại đâu. Hai cái bài là ba bài quan trọng nhất để chữa bệnh, phá bệnh, khỏi bệnh, phá bệnh. Bác. Tất cả nằm hết. Còn nhiều lắm. Rồi, mấy cái này mà cho thầy với lại các sư cô nằm ở trên kia. Nhà thầy với các cô. Không ai là không tập hết á, nằm hết. Không có ngồi đó. Không có thì ra về. Ở đây là đúng. Không có là ra về. Dứt quá là không có là ra về thì thôi à. Tôi phải lên cho mình nhìn. Học hay là về? Rồi, tập. Chứ không phải là một coi. Cứu một cái kìa. Không phải đến đây mình ngó. Không phải người ta là kỳ trí biểu diễn cho mình coi. Thôi để thầy nằm đi đó, để thầy nằm trên đó được. Thầy nằm trên giường đó đi. Rồi, các sư cô nằm trên đó, nằm trên này. Cái này chảy cái này để dài ra. Kéo ra luôn. Ba cái giường để ra. Ba giường để ra, lấy cái ba giường ra. Rồi, còn đây nè, các cô này. Còn trên này còn chỗ này. Ai muốn lên đây lên nè. À, muốn lên đây lên nè. Lên đây nằm nè. Nằm hết lên đây hết. Trời lên đây nè. Trời lên đây nè. Mời các cô lên nè. Đây nè. Nghe nè. Cái bài này tập nè. Làm hão huyết nè, làm tắm huyết nè, hạ đường nè, hạ cholesterol nè, chữa đau lưng nè,
chữa đi tiểu đêm này, chữa mất ngủ này, chữa tiêu hóa không tốt này, ăn không tiêu này. Vậy bài này lợi quá rồi, còn không chụp năm nữa. Dạ, làm khỏe. Chữa mất trí nhớ này. Cái bài này là lợi nhất, còn cái bài này là bài chính của khí công. Chúc trí nhớ này, mạnh lương thần này, không bị tiểu đêm này, không bị ung thư này, không bị tiết tiền liệt này, không bị ung thư tử cung này, không bị biếu ổ ong trong ổ bụng này, chúc mình mất ngủ này, chúc mình đau đầu gối này, chúc mình đau lưng này. Để bao nhiêu bệnh nằm ở hai cái bài này không thực tập? Phải tập chứ. Tôi tập rồi, tôi biết. Vậy là anh có thể giúp thầy đấy. Đây đây, còn hai giường nữa, hai giường nữa. Lên. Còn cái đèn nữa để góc kia kìa. Đây là cô lên đây, cô lên đây. Ủa, còn mấy cô nữa? Đây. Cái bàn nữa. Rồi, bác lên đây. Còn đây một cái đèn nữa ra kia. Còn đây một cái đèn nữa đây. Còn kia một cái đèn nữa đây. Cô cầm cái bóng này đâu? Chết rồi, đây là cái hải sản. Cho nghỉ ăn cơm. À thế đó, phải tập xong mới ăn cơm chứ. Không được. Bắt đầu nè. Bây giờ nghe nè, nghe lệnh nè. Nằm ngửa, im lặng. Nằm ngửa. Hai tay chồng lên nhau. Đặt lên giữa rốn. Nằm tại nơi ngủ. Không cần nằm ở giữa rốn là có ấm bước dương nhau đó rồi. Rồi. Để cái đầu xuống. Cuốn lưỡi, ngậm miệng, thở bằng mũi. Nè, nhớ nha, bắt đầu nè. Tay không được rời rốn, lưỡi không được mở ra, phải cuốn lưỡi ngậm miệng, hít thở bình thường bằng mũi. Giữ nguyên như vậy, nâng hai bàn chân lên 45 độ lâu trong 1 phút. Nâng lên, hai bàn chân nâng lên 45 độ. Ráng gồng mình lại. 1 2 3 4 5 hạ đầu xuống. 6 7 8 9 10 11 12 13 đừng có mở miệng nhá. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ngậm miệng lại, bỏ chân xuống. Ngậm miệng lại, bỏ chân xuống. Nghỉ, ngậm miệng lại. Nhắm mắt lại, nghe bụng nó sôi. Nghe bụng nó nhồi. Cái này mới quan trọng nè. Bụng nó nhồi như vậy là mỡ trong nó tan ra bụp. Nước nó tan ra bụp. Thẳng chân. Thẳng chân hết. Ngậm miệng. Nghe là bụng thôi. Nghe bụng thả lỏng người, nghe bụng mà tay vẫn để chân rốn, nghe bàn tay nóng bụng sôi. Nghe sóng nó nhồi. Nhắm mắt nghe cái sóng nó nhồi, nghe bụng nó sôi. Đó, ở đây có người tiếng sư bụng bụp.
Vốn đó ngoài miệng, đưa chân lần thứ hai. Đưa chân lên lần thứ hai. Nhớ này, ai đưa lên mà mỏi chân, bỏ chân xuống đưa lên liền. Cho đủ 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 45 độ, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ngâm miệng lại, bỏ chân xuống này, ngâm miệng lại, ngâm miệng lại. Chúng ta đang tập vòng eo số 3. Vòng eo số 3 sẽ nhỏ lại. Ai bụng mỡ, bụng bầu gì á, nó xẹp lại hết. Vòng số 3 nè. Rồi lát ra lấy dây đo cái vòng số 3 mình xuống chưa? Đâu phải. Ngâm miệng thở. Ngâm miệng la, ngâm miệng la, ngâm miệng đẩy tay lên rốn thì nghe bụng sôi. Mất cái tay này là mất điện thì bụng nó hết sôi. Bụng lên tỉnh. Đây là đang chạy điện mà. Đây là đang chạy điện, để tay vào nó nắm cái bụng lên cái bắt đầu sôi lại. Mà buông tay ra là không sôi. Thẳng chân ra. Thả lỏng người, chỉ cần nghe cái bụng sôi ở dưới tay đó. Và cái tay mình nó nóng lên. Nó nóng bao nhiêu, nó sôi bấy nhiêu là vòng số 3 nó xẹp bấy nhiêu. Cái này gọi là nạp khí trung tiêu, là đưa khí vào trong bụng. Nó ngoáy trong đó. Mỡ rồi nước rồi nó ngoáy tan trong đó. Nó tăng cái nhiệt độ lên, nó sôi lên. Thế là chút xíu. Thầy có cần để các bạn ép mạnh xuống không? Không cần, để thì nghe thôi. Không ép thì nghe, nghe nó, là nghe bàn tay nóng lên. Hai tay chồng nhau chứ không phải đan với nhau. Hai tay chồng lên nhau. Hai tay chồng lên nhau. Nghe nó nhồi. Nghe nó nhồi, nó nhồi, nó nhồi. Rồi lần số 3, 1, đưa chân lên, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 45 độ, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, nỉ khôn quá à, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Ngâm miệng, bỏ chân xuống, nghỉ, ngâm miệng. Nghe bụng xuống nó nhồi. Nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại nghe bụng nó nhồi. Nhắm mắt nghe bụng nó sôi. Đó, bài này giúp cho tiêu hóa tốt này, tan mỡ bụng này, ăn mau tiêu này, hạ áp huyết này, hạ đường này, hạ cholesterol này. Thế, đi thi vào mục số 3 rất là lý tưởng. Có người tập cái này xong mà thầy thầy sai quần của em bây giờ 14 giờ còn có 11 à. Còn sai quần các bà hạ băm mấy là ông kia tụt xuống còn hăm mấy à. À, bây giờ bài khác nè, bài này chữa nè, chữa đau háng này, đau đầu gối này, đau lưng này, ép vào gan để chữa bệnh chai gan này, ép vào bao tử để chữa bệnh ung thư bao tử này. Thấy cái đầu gối phải ép vào tới bao tử hoặc ép vào tới gan. Nào bây giờ nè, đan hai tay vào nhau,
Đan hai tay vào nhau. Nâng cái đầu gối trái lên. Rồi tay ôm đầu gối trái. À, kéo sát vào người, kéo sát vào bao tử, thả đầu xuống, hạ cái đầu xuống. Kéo sát vào, sát, sát vào. Trong cái kéo rồi thổi hơi ra, thổi thu. Sau khi thổi đó thì hà, hà luôn. Thổi thu rồi hà. Thu hà. Rồi không, nó kéo nó chứ. Kéo thổi thổi thu hà. Rồi, sát sát rồi, sát rồi. Rồi khi hà là nghe này, nghe này. Cái công dụng chữ hà nè. Cái chữ hà đó là thả lỏng cho bụng mềm lại. Vậy thì khi hà là bụng nó mềm lại. Con thổi ra là bụng trong người ra. Nhưng mà dương lên cái tay vậy. Rồi, đổi chân. Đổi chân. Kéo đầu gối phải. Thổi mạnh ra, thổi. Kéo sát vào gan. Rồi, cuối hơi thở. Hà. Kéo sát nó chưa vào gan mà. Chưa vào gan chứ chưa vào thử. Rồi hà cái là bụng mềm lại. Rồi tới chân kia. Chân kia. Ba, kéo. Thổi. Hà để hạ bụng xuống. Rồi, đổi chân. Bốn, kéo thổi. Rồi hà bụng xuống. Rồi chân này. Năm, thổi. Rồi sáu, thổi. Hà. Bảy, thổi. Hà, ép sát rồi. Tám, thổi. Hà. Chín, thổi. Hà. 10, thổi. Hà. 11, thổi. Hà. Thổi chân. 12, thổi. Hà. Hà. 13, thổi. Hà. 14, kéo ép, thôi. Rồi hà, chưa được vung tay. Rồi 15, đổi chân. Hết rồi, hết rồi. Thôi. Rồi hà, không, cùng một lúc thôi. 16, ép, thôi. Ép luôn, thôi. Đó, đúng rồi. Một lần chứ không hai lần. Ép, thôi. Thôi, sau đó thôi. Thôi. Không cần hít mà chỉ có thổi ra thôi. Thôi. Hà. Đổi chân. Thổi. Không cần hít nữa. Thổi xuống hà. Thổi. Hà. Rồi. Ép. Thôi. Ép thôi. Phải hà. Ép thôi. Rồi hà. Một lần thôi rồi. Bên này. Kéo. Ép. Thôi. Chúng hết vào. Thôi. Rồi hà. Không có hết vào. Thôi. Thôi. Hà. Thổi ra. Ép. Thôi. Bụng mình đẹp, nhẹ nhàng. Hà. Đó, vậy mới là bụng mình đẹp điểm lại nè. Thôi. Giờ này. Hà. Nè, xuống. Ép. Không biết phải làm chứ, mình không còn nhớ. Thôi. Thả bụng nhẹ lên xuống không? Xuống nữa, lắc một xíu bụng thịt. Rồi xuống. Ép. Thổi giọt. Thôi. Nói gì quen. Xuống. Thôi. Lắc thôi. Thổi nha. Thổi thôi, những gì quan trọng hết. Thổi. Không cần phải làm. Ép. Ủa, đúng rồi. Thôi. Vậy đó, ráng lên. Muốn lắc cái bụng gì phải làm nó nha con. Thổi nha. Ép thôi. Rồi. Ép thôi. À, cái gì? Ép thổi hà. Ép thổi hà. Ép thổi hà. Hà nó đúng rồi chứ không ép thổi hà. Hà xong đã. Xong nữa bỏ chân. Chưa hà xong chưa được bỏ chân. Rồi bỏ chân. Ép thổi hà. Hà xong đã. Nữa bỏ chân. Ép thổi.
Ủa, mở miệng á. Ha. Ha. Mình có cái miệng mình mới thở chứ không có bệnh gì. Có cái hồi. Ha. Ha, nút này để hít vô. Ha, hít ra, mình hít vô. Thở ra, thở chân. Ép thổi. Ha. Xuống này. Ha, rồi nó bỏ chân. Ép thổi, ha, rồi bỏ chân. Ha. Ép. Ép, thổi. Hà, mấy cái hà mà không biết hà làm sao? Hà, gọi tên hà. Hà. Em gọi hà. 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 Nhưng mà hà nhỏ cho không nghe chứ hà. Em gọi. Hà. Ờ đúng rồi. Rồi. Em gọi hà. Mà em cần vào sát được ăn chứ không phải lỏng sát nào. Sát nữa. Đó, bây giờ nó mới xuống. Ép sát vào bụng, thẳng chân. Ép chân này. Thẳng chân nè. Chưa hà, chân rồi. Ép. Thổi. Hà. Hà. Hà xong rồi đó, cứ ở chân. Ép. Thổi. Hà. Rồi mới bỏ chân. Ép. Thổi. Hà. Rồi mới được bỏ chân. Rồi. Hà, hà lên từ bờ chân. Hà xong đã rồi mới được bờ chân. Mà kéo sát rồi. Để cho quý vị nghe, từ nãy giờ chưa thấy ai mà thả bom nguyên tử hết. Chưa. Nếu mà làm đúng là mỗi lần kéo vô cái là mất pin. Kéo vô là mất pin. Lá cân cái là mất nửa kilo. Nửa kilo thôi cho con thử đó. Chưa ai mà nghe thả bom đấy hả? Làm lại đây hả? Đây có người lại rồi. Tại vì không thả bom là vì chưa ép sát đâu. Ép rồi hà. Trong khi ở trên hà dưới cũng hà luôn. Trên hà là dưới hà luôn. Kéo luôn, ha. Đói quá đâu. Cho anh Trương thầy ơi. Không, chưa. Rồi, nghe này. Kể như chúng ta tập xong 100 cái rồi. Cô ơi, ngậm miệng, thẳng chân, hai tay để chân rốn. Nhắm mắt lại. Bây giờ nghe này. Ai nghe được chân rốn, ở dưới rốn đó, bụng sôi 10 lần hay là có khí chạy cho nó 10 lần thì mới được nghỉ. Em nhắm mắt lại, cuốn lại, ngậm miệng lại. Nghe này, nghe được hơi và khí chạy trong bụng kêu phù 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 10 lần và nghe khí chạy từ đâu? Từ gan sang, từ bao tử sang, từ tim xuống, từ ruột nó kêu, bất cứ chỗ nào. Nghe được 10 tiếng thì chúng ta bắt đầu nghỉ. Nghe cho kỹ này. Ai nghe được đủ 10 tiếng mới nghỉ. Mình nghe mình đi nghe người ta. Nghe của mình đi hỏi nghe không, có ai nghe không? Mình nghe của mình thôi. Sao nghe của ta như vậy? Cái tò mò. Mình nghe tự mình nghe có 10 tiếng được. Tò mò. Nghe này, quý vị khi mà chưa nghe được 10 tiếng của mình thì quý vị nghe được thấy như là người bên cạnh mình đang ngáy ngủ khò khò. Rồi xong, mời quý vị đứng lên.